Tại nhìn thấy áo gai thanh niên sát na, Trần Mộc mấy người cũng đều là ánh mắt hơi hơi biến ảo một chút, đối với người này bọn hắn đều không xa lạ gì, cho tới nay, hắn đều là đi theo ở Yến Hồng sau lưng, giống như tùy tùng một dạng, nhưng mà không hề nghi ngờ, tên này áo gai thanh niên thực lực, lại so với Yến Hồng cường đại mấy lần, giữa hai người, thậm chí căn bản cũng không tại trên cùng một cái cấp độ. Áo gai thanh niên đi ra hắc ám, đi tới Trần Mộc đám người trước người, hắn ngẩng đầu, ngũ quan không coi là bao nhiêu xuất sắc, chỉ có thể coi là làm là bình thường ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua cơ thanh cùng cùng thanh huy cuối cùng rơi vào trần mộc trên thân hai người bốn mắt đối lập im lặng không nói gì lại là các ngươi thật đúng là giống như một con chó điên như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được cơ thanh chửi rủa một câu hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm bàng bạc linh lực cũng đi theo vận chuyển lại ánh mắt thời khắc đều nhìn chăm chú ở trên người người này mơ hồ trong đó đáy mắt chỗ sâu có một chút kiêng kỵ chi ý so với yến hồng người này mức độ nguy hiểm không thể nghi ngờ cao hơn rất nhiều cái này lại là một tên kình địch Đối với cơ thanh chửi rủa, áo gai thanh niên cũng không có qua nhiều để ý tới, sắc mặt bình tĩnh, mắt đen càng giống như u đầm giống như, không có cái gì gợn sóng. Yến Hồng đâu, ngươi không phải vẫn luôn ưa thích đi theo phía sau hắn sao? Như thế nào lần này ngược lại không thấy hắn đi ra kêu gào mấy câu? Trần Mộc cười nói, hắn sức cảm ứng so cùng thế hệ người còn cường đại hơn quá nhiều, dù cho là cùng thanh huy cũng không cách nào cùng sánh ngang, nhưng mà, hắn tại phụ cận lại cảm giác không đến Yến Hồng khí thế, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Dù sao, tên này áo gai thanh niên từ trước đến nay cũng là cùng yến hồng như hình với bóng lần này lại còn đơn độc xuất hiện rất khó để cho người ta không liên tưởng đến những thứ khác khả năng đúng để cho yến hồng đi ra tiểu tử kia gần đây không phải là đều rất phách lối đắc ý sao như thế nào lần này lại bó tay bó chân không dám đi ra lộ diện cơ thanh cũng đi theo quát lạnh đứng lên ánh mắt sắc bén ngầm lạnh thấu xương sát cơ yến hồng cùng bọn hắn cũng coi như là lão cửu gia vừa vặn lần này cũng có thể cùng nhau đem trước đây ân oán giải quyết nhưng mà áo gai thanh niên lại lắc đầu hờ hững nói yến hồng sẽ lại không xuất hiện có ý tứ gì cơ thanh nhíu mày hắn bị ta rớt liền tại đây hắc ám tuyệt vực khu vực hạch tâm bên trong bị ta tự tay giải quyết áo gai thanh niên dùng một loại không có chút cảm tình nào sắc thái thanh âm lạnh như băng mở miệng nói bây giờ bầu không khí trở nên có chút yên tĩnh liền hô giết gào mà đến gió đều mang theo một loại sơ sắc tiêu điều rét lạnh cảm giác cùng thanh huy hơi hơi mở to đôi mắt đẹp cái kia trương hoàn mỹ không tí vết tuyệt sắc gương mặt có một tia động dung hiển nhiên là có chút dự đoán không đến kết cục này Cơ thanh khóe miệng nhắc lên một vòng nụ cười chế nhạo, nói, xem ra, người không có chúng ta nghĩ như vậy uất ức a, à, người đây coi như là tại thí chủ sao. Hắn mặc dù nhìn không ra áo gai thanh niên cùng Yến Hồng quan hệ trong đó, nhưng bao nhiêu có thể nhìn ra, áo gai thanh niên là có cái gì nhược điểm là tại Yến Hồng trong tay, bằng không mà nói, áo gai thanh niên cũng sẽ không khắp nơi cũng là nghe theo tại Yến Hồng. Áo gai thanh niên cũng không trả lời cơ thanh mà nói, thậm chí là, trực tiếp đem hắn cho không nhìn, hắn đôi mắt nhìn về phía Trần Mộc, nói Yến Hồng cùng các ngươi ân oán gì đến ta nếu là có thể ta hy vọng chúng ta có thể nước giếng không phạm nước sông phía trước trần mộc cùng lâm thương sinh trận chiến kia hắn cũng là có có mặt biết được thực lực đối phương hắn cũng là đối với trần mộc có chút kiêng kỵ không muốn cùng là địch ngươi nói không muốn vì địch liền không muốn vì địch sao đây là ngươi có thể quyết định chuyện sao cơ thanh la hét hắn luôn luôn đều có chút không quen nhìn yến hồng cùng áo gai thanh niên tác phong bây giờ chiếm giữ tuyệt đối có lợi thượng phong càng thêm phải thừa thắng xông lên vĩnh viễn trừ hậu hoạn Áo gai thanh niên không để ý đến cơ thanh, hắn nhìn xem Trần Mộc, nói, mục đích của ta, chỉ là vì tham gia triều thánh chi chiến, tiếp đó bước vào viễn cổ thánh địa trong tu hành, đến nuôi yến linh tông cùng các người ân oán giữa, cùng ta cũng không quá lớn quan hệ. Trần Mộc nhíu nhíu mày, nói, đã như vậy, vậy ngươi vì sao muốn ở sau lưng theo dõi chúng ta? Ngươi cũng biết cách làm người của ta, ngươi nếu không đi theo dõi ta, ta cũng lười đi tìm ngươi phiền phức, ngươi bây giờ là có phải có điểm bản thân mâu thuẫn? Áo gai thanh niên mặt không biểu tình, vẫn như cũ rất bình tĩnh, nói ta tới đây, là nghĩ tiến đưa ngươi một cái tình báo, xem như chúng ta hóa giải ân oán một cái tặng phẩm, ta không biết các ngươi cùng Chu Vũ Thông Mộc Dung Nguyệt quan hệ thế nào. Bất quá xem các ngươi phía trước tại Vạn Khôi Thành đấu giá hội quen thuộc vô cùng bộ dáng, ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Ngay tại phương hướng Tây Bắc, bọn hắn tao ngộ mộ một hồi nguy cơ, địch nhân là Hoàng Kim người trong liên minh, bọn hắn để mắt tới Chu Vũ Thông cùng Mộc Dung Nguyệt đám người triều thành ấn ký, cái này Hoàng Kim liên minh là Hoàng Kim Thiên bằng tộc thiên tài kiệt xuất trương khôi xây dựng lên, có thể nói như vậy, cái này Hoàng Kim Liên Minh, chính là Trương Khôi thủ hạ, chuyên môn vì Trương Khôi phụ trách thu thập triều thành ấn ký. Nghe đến đó, cơ thanh cùng cùng thanh huy cũng là nao nao, chẳng ai ngờ rằng, lúc này mới vừa bước vào khu vực trung tâm không lâu, chu vũ thông mộc dung nguyệt cái này một số người, liền bị thái cổ đế tộc thiên kiêu theo dõi. Tình báo đã đưa đến, đến nỗi có dám hay không đắc tội Trương Khôi, thì nhìn chính các ngươi. Áo gai thanh niên cười nhạt một tiếng, tiếp lấy, thân hình hắn khẽ động, liền biến thành một vệt sáng, lướt vào trong rừng rậm, không có để lại một tia dấu chân, bộ dáng như vậy, rõ ràng cũng là một cái giỏi vô cùng ẩn độn chi thuật cao thủ, không muốn để lại cho Trần Mộc truy sát mà đến cơ hội, trong khoảnh khắc, liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem áo gai thanh niên rời đi, Trần Mộc nhíu mày, cũng không có ra tay đem hắn ngăn lại, mà là hồi tưởng đến hắn vừa mới nói qua tình báo. Mộc ca, người cảm thấy này lại không phải là một cái bẫy. Cơ thanh quay đầu, đáy mắt nổi lên một vòng vẻ cảnh giác, trầm giọng hỏi. Không bài trừ khả năng này, bất quá tỷ lệ tương đối nhỏ, bởi vì chúng ta cùng thủ oán của hắn cũng không sâu, tính ra, mối thù của chúng ta oán chủ yếu vẫn là đến từ Yến Hồng. Trần Mộc ánh mắt nhìn rừng rậm chỗ sâu, hồi đáp. Vậy cái này tình báo, có thể là thật sự đi. Cơ thanh thấp giọng nói, Mộc Dung Nguyệt bọn hắn không chỉ có là trên địa bảng cao thủ, càng là viễn cổ thế gia tử đệ, có cái này rất nhiều thân phận gia trì, vẫn như cũng bị người để mắt tới, cái này đã xem như một kiện vô cùng oanh động sự tình. Trần Mộc không nói gì, hắn mặc dù không biết cái này áo gai thanh niên mục đích là cái gì, nhưng cái này áo gai thanh niên cũng đúng là không cần thiết lừa gạt chính mình huống hồ đối phương cũng biết trần mộc tính tình một khi thật sự kết thù kết oán chôn xuống cạm bẫy hại hắn hai người cơ hồ liền xem như không chất không thôi vậy chúng ta muốn đi tây bắc chi địa sao cùng thanh huy đôi mắt đẹp nhìn về phía trần mộc chờ lấy hắn làm quyết định cơ thanh sắc mặt cũng biến thành phức tạp tính ra cho tới bây giờ bọn họ cùng chu vũ thông mộc dung nguyệt đám người vẫn có ở giữa bạn bè quan hệ trước đây tiến vào vạn khôi thành đấu giá hội cũng là mộc dung nguyệt ở trong đó hỗ trợ hơn nữa có rất nhiều tình báo, cũng đều là Mộc Dung Nguyệt chủ động cho, Trần Mộc bọn người còn thiếu bọn hắn một cái nhân tình. Bất quá, nghĩ đến đối phương là Thái Cổ đế tộc, Cơ Thanh nội tâm có chút trầm trọng. Đi xem một chút đi, chúng ta một khi bước vào cái này hắc ám tuyệt vực khu vực trung tâm, liền phải càng không ngừng đi thu thập những cái kia triều thành ấn ký mới được, sớm muộn cũng là cần cùng Thái Cổ đế tộc chạm mặt đối đầu, nếu là bọn họ thật sự có nguy cơ, chúng ta thuận tay giúp một cái, cũng đúng lúc đi vớt mấy cái triều thành ấn ký. Trần Mộc đạo, "Hảo, Mộc ca ngươi quyết định." Cơ Thanh gật gật đầu hắn là vô điều kiện tin tưởng Trần Mộc lấy, vô luận là Trần Mộc muốn lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, hắn đều muốn theo theo. Đi, làm ra quyết đoán, Trần Mộc cũng sẽ không lãng phí thời gian, phất phất tay, thân hình khẽ động, liền hướng phương hướng Tây Bắc mau chóng vút đi. Mà sau lưng, cơ thanh cùng cùng thanh huy cũng sắp tốc giống như đi lên. Hắc ám tuyệt vực cực lớn, mảnh này khu vực hạch tâm cũng cũng rộng lớn như vậy vô ngần. Bây giờ, tại hướng Tây Bắc vị, đang có một chỗ cực kỳ bát ngát toái thạch chi địa, chung quanh có cổ thụ che trời cao vút, hắc ám tia sáng chiếu dọi xuống, ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cô có thể mơ hồ nhìn thấy rất nhiều người ảnh, cùng với một chút tiếng ồn ào, từ trong đó càng không ngừng truyền ra. Ánh mắt rút ngắn, có thể thấy được ở mảnh này đất trống, có một tòa thời kỳ thượng cổ để lại đá xanh quảng trường, quảng trường bốn phía, có không ít người dự thi cực nhanh mà đến, ngừng chân nhìn ra xa, những người dự thi này bên trong, không thiếu có địa bảng cường giả càng có một ít thái cổ đế tộc cường giả ánh mắt của bọn hắn đều hiện ra vẻ chiêu tức nhìn về phía quảng trường trung ương thần tiêu chúng ta cùng các ngươi không oán không cừu, hơn nữa chúng ta cũng đem một cái địa bảng ấn ký cho các ngươi, các ngươi còn nghĩ như thế nào? Thật muốn cùng chúng ta liều đến cái cá chất lưới rách sao? Ta cho ngươi biết, đừng đem chúng ta ép, bằng không mà nói, cho dù là rơi vào cái lưỡng bại câu thương hạ tràng, chúng ta cũng sẽ không để các ngươi tốt hơn. Quảng trường Trung ương, có cuồng phong gào thét mà qua, linh khí trong thiên địa, đều tựa như trở nên bắt đầu cuồng bạo, một đạo ẩn chứa cực hẳn tức giận nhẹ nhàng nữ tử thanh âm, quanh quẩn đi ra. Trung quanh một số người, cũng là lộ ra lướt qua một cái thông cảm cùng vẻ cười khổ. Sau khi đó trọng trọng bóng cây, chỉ thấy một đạo thanh lệ tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, đã đứng ở quảng trường trung ương, nàng người mặc một bộ sạch sẽ bạch y, phảng phất là từ trên trời đám mây dệt thành mà thành, nhẹ nhàng phiêu giật, không dính một tia bụi trần. Vạt áo theo nàng gió nhẹ phật tới, hơi hơi chập trần, tựa như một đóa nở rộ bạch liên, trong rừng rậm tự mình nở rộ, dáng người thướt tha, giống như cành liễu khinh vũ giống như, lộ ra một cỗ siêu thoát trần thế khí chất. Tại nhìn tên này tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp lúc, có rất nhiều nam tử đều đáy mắt lộ ra thèm nhỏ dãi cùng màu nhiệt huyết tên này tuyệt sắc nữ tử không chỉ có dáng người yểu điệu duyên dáng yêu kiều càng là có nàng tinh xảo như tranh vẽ dung nhan tuyệt thế mày như núi xa đen nhạt nhẹ nhàng nhăn lại liền phảng phất ẩn chứa ngàn vạn suy nghĩ đôi mắt thâm thúy như tinh thần lập lòe thần bí mê người tia sáng mà người này không là người khác chính là tại trong vạn khôi thành bên trong phân biệt sau đó tự mình rời đi mộc dung nguyệt xuất từ viễn cổ thế gia nguyên nhân mộc dung nguyệt thực lực kỳ thực cũng không tinh yếu đã đạt đến linh đạo cảnh bát trọng thiên đỉnh phong, thực lực như vậy tại trong hắc ám tuyệt vực đã có thể được xem là một cái hiền hách cường giả, lại thêm nó mạnh mẽ bối cảnh, hắc ám tuyệt vực bên trong hiếm có người dám đem mục tiêu chăm chú vào trên người nàng. Nhưng mà lần này xuất hiện hơn nữa trận lại tại các nàng trước người, lại là người bình thường cũng không dám dễ dàng chiêu chọc thái cổ đế tộc. Một cô nương, người không dùng tại ở đây đe dọa chúng ta, chúng ta tất nhiên dám ngăn đón ngươi, cũng sẽ không sợ ngươi cá chốt lưới rách, xem như viễn cổ thế gia tử đệ. Chúng ta cũng cho ngươi một điểm mặt mũi, chủ động đem triều thành ấn ký toàn bộ giao ra, chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy, bằng không mà nói, chỉ sợ ngươi đoá này thỉnh thế tiên ba, liền phải chịu đủ tàn phá a. À. Tại Mộc Dung Nguyệt đối diện, đứng mấy tên người mặc hoàng kim hầu hạ nam tử, bọn hắn áo bào tịnh lệ, điêu văn lấy không thiếu tuyệt đẹp hoa văn, giống như là đến từ một cái cường đại liên minh giống như, khóe miệng ngậm lấy bướng bỉnh nụ cười, cư cao lâm hạ nhìn xuống Mộc Dung Nguyệt. Để cho Trương Khôi đi ra, người không xứng cùng ta nói chuyện, bây giờ làm lớn, cả đám đều cất giấu trốn tránh, Dựa vào một chút tiểu đệ đi ra hoành hành bá đạo sao?" Mộc Dung Nguyệt lạnh giọng nói, nàng dù sao cũng là viễn cổ thế gia xuất thân, cuối cùng có người khác không có cường đại sức mạnh, dù cho đối mặt là thái cổ đế tộc, vẫn như cũng không thấy có chút e sợ sắc. Quảng trường chung quanh, có không ít quần chúng, bọn hắn đều ẩn núp ở rừng rậm đằng sau, đối với bên này phát sinh mâu thuẫn, bọn hắn mặc dù có hứng thú, nhưng đều không vượt vào, ngược lại là ôm một loại thông cảm cùng nhìn có chút hả hê tâm tính. Chu Vũ Thông sắc mặt đồng dạng có chút âm trầm, hắn đứng tại trong đội ngũ Mộc Dung Nguyệt, tình cảnh có chút lúng túng, hắn không có mộc dung nguyệt mạnh mẽ như vậy bối cảnh, cho nên trên trán hắn đã không có trước đây màu đỏ ánh sáng, hiển nhiên là đem triều thành ấn ký đưa ra đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này một số người thế mà như thế lòng tham, cầm một cái địa bảng ấn ký còn chưa đủ, chuẩn bị một ngụm đem bọn hắn tất cả mọi người đều nuốt vào. Một cô nương Sao phải nói loại này lời ngây thơ, bước vào khu vực trung tâm sau, làm, không phải liền là muốn tranh cái này chiều thành ấn ký sao? Tài nghệ không bằng người, liền phải đem chiều thành ấn ký giao ra, đến nỗi bối cảnh cái gì, không dùng tại trước mặt chúng ta khoe khoang, bởi vì chúng ta đến từ Thái cổ đế tộc không kém các người viễn cổ thế gia. Tại cầm đầu một nhóm người bên trong một cái người mặc kim phục, tóc vì màu nâu đỏ thanh niên cười lạnh nói: Thành thành thật thật đem triều thành ấn ký giao ra a. À, xem ở thân phận của ngươi không kém tình huống phía dưới, chúng ta có thể tha các ngươi một đầu sinh lộ. Dù sao người khác bị chúng ta gặp được cũng là trước hết rất sau đoạt ấn đối với các ngươi chúng ta đã là rất khách khí. Nghe tóc nâu thanh niên mà nói, một dung nguyệt tinh gây nên gương mặt như tranh vẽ hiện đầy một tầng băng xương, một chút xíu hàn khí, từ thân thể mềm mại của nàng bên trong tràn ra, làm cho hư không nhiệt độ đều xuống tới điểm đóng băng. Đạp ngựa, lão tử liều mạng với các ngươi, mắt thấy bị nhục như thế, sau lưng Mộc Dung Nguyệt một vị cao tráng thanh niên, có chút không thể chịu đựng được, khuôn mặt lộ ra giữ tợn đáng sợ chi sắc, khàn giọng gầm hét lên, bàng bạc linh lực hoàn toàn bạo phát, toàn bộ thân hình lập tức hóa thành một đạo hồng quang, hướng tóc nâu thanh niên vào tới. Chờ đã, đừng xung động, Mộc Dung Nguyệt gương mặt xinh đẹp đại biến, lên tiếng kinh hô, nhưng mà, hết thảy đều thì đã trễ. Khi tên này cao tráng thanh niên còn chưa rất đến tóc nâu thanh niên trước người lúc, chỉ thấy tóc nâu thanh niên một quyền đánh ra, cuồng bạo như kinh thiên sóng biển một dạng linh lực tàn phá bừa bãi mà ra, hư không bị đánh nát, quyền tâm giống. Như cự long quá cảnh giống như phóng thích ra cái thế vô song trí cường thần uy, càng là một quyền liền đem tên này cao tráng thanh niên thân thể đều bắn cho bạo. Xương mấu cuồng phún, thịt nát bay tứ tung, tên này cao tráng thanh niên thậm chí ngay cả một tia phản kháng cũng không có, liền bị người đánh thành nát bấy, bên trong hư không, tràn ngập một cỗ làm cho người nôn mửa huyết tinh vị đạo. Tại chỗ rất nhiều người đáy lòng cũng là lộc bộc một chút, đối với tên này tóc nâu thanh niên thực lực, có một cái nhận thức hoàn toàn mới, phải biết, vừa mới xuất thủ người kia, đã đạt đến linh đạo cảnh thất trọng thiên tầng thứ, nhưng vẫn như cố gánh không được đối phương một quyền chi uy, thực lực kinh khủng như vậy, thực sự làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Hình trọng, một dung nguyệt gào thét một tiếng, đôi mắt đẹp trở nên hung hăng, ẩn chứa lạnh thấu xương sát cơ nhìn chằm chằm trước mắt tên này tóc nâu thanh niên, nhưng mà, đã thấy cái sau nhún vai, một bước sau cũng được bộ dáng, khóe miệng tuét ra một nụ cười, óng ánh sắc sang tại tia sáng chiếu rọi, lập lòe sâm bạch sắc hàn quang. Cái gì phế vật, cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót. Hình trọng dụng một đầu khăn tay, chậm rãi lau đi trên nắm tay vết mấu, cái kia trương âm trầm khuôn mặt, càng phải khiếp người, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Mộc Dung Nguyệt, cười nói, "Một cô nương, ta đây là đang giúp ngươi dọn dẹp một chút tai họa a, à, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng." Người cái tên này, Mộc Dung Nguyệt trong mắt đẹp, ngậm lấy vẻ giận dữ, khuynh quốc khuynh thành trên gương mặt, một màn kia xương lạnh nặng hơn, mơ hồ trong đó còn có từng sợi sát khí lạnh như băng phiêu tán đi ra. đạp ngựa liều mạng với bọn hắn, chu vũ thông nắm chặt nắm đấm, tức giận đến phổi đều phải nổ, cắn răng nghiến lợi đạo. đừng xung động, một dung nguyệt khe khẽ lắc đầu, không nói đến đánh thắng được hay không hình trọng, liền xem như có thể đánh thắng được, vậy cũng sẽ cùng trương khôi kết thù. trương khôi người này luôn luôn có thù tất báo, cái này một số người đều là vì trương khôi làm việc, một khi trêu chọc trương khôi tới, đây mới thật sự là tai họa ngập đầu. Nàng hít sâu mấy khẩu khí, cưỡng ép đè xuống nội tâm lửa giận, sau lưng nàng những cái kia đi theo, càng là từng cái mặt đỏ lên bàng, cảm thấy vô cùng biệt khuất, từ tham gia hắc ám tuyệt vực triều thánh chi chiến đến nay, đây vẫn là ít có bị người bước đến cửa nhà, vẫn còn không dám động thủ. Phủ cận người vây quanh, cũng là hài hước lắc đầu, Mộc Dung Nguyệt tuy nói là địa bảng cường giả, nhưng so với Liễu Xuyên hùng cùng Lưu Tử Minh những nhân vật này, trung quy là kém một chút hỏa hầu, cũng khó trách sẽ bị người khác cho để mắt tới. Ngươi muốn triều thành ấn, vậy thì cho ngươi chính là, bất quá chỉ có ta triều thành ấn những người khác, không cho phép ngươi cử động nữa. Mộc Dung Nguyệt cắn răng, trầm giọng nói, đó là đương nhiên, khác phế vật triều thành ấn, chúng ta không để vào mắt. Hình trọng cười lạnh nói, nghe vậy, Mộc Dung Nguyệt chán nản thở dài, ước lượng rất lâu, nàng rốt cục vẫn là từ bỏ dãy ruộng, bởi vì nàng biết, chỉ dựa vào các nàng bây giờ năng lực, cũng căn bản liền dung chuyển không được Hoàng Kim Liên Minh, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn nhượng bộ. Nhưng mà, coi như Mộc Dung Nguyệt tiến lên mấy bước, chuẩn bị giao ra triều thành ấn lúc, nguyên bản an tĩnh đất trống, lại đột nhiên vang lên một mảnh xôn xao sôi trào thanh âm. Mộc Dung Nguyệt cùng Chu Vũ Thông bọn người đều có chút ngạc nhiên, chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cuối con đường có ba bóng người chậm rãi đi tới, bọn hắn khí tức hùng hồn, mơ hồ trong đó có một tia chấn nhiếp lòng người linh lực ba động dạo dược mà ra. Hắn người dẫn đầu là một tên bộ dáng thanh tú thanh niên, mà ở phía sau hắn nhưng là một nam một nữ, ánh mắt cũng là nhìn về phía Mộc Dung Nguyệt bọn người mà đến. Trần Mộc khi nhìn đến người cầm đầu kia thanh niên lúc mọi người ở đây cũng là ngẩn người kể từ vạn khôi thành cửa thành cùng lâm thương sinh đánh một trận xong trần mộc danh tiếng tại trong cái này hắc ám tuyệt vực cũng coi như là bị triệt để vang dội rất nhiều người đem hắn đặt xong xong tiến vào thiên bảng bên trong nhìn thấy trần mộc mộc dung nguyệt cùng chu vũ thông cùng lúc há to miệng, muốn nói cái gì nhưng rất nhanh bọn hắn vừa thẹn cúi đầu lộ ra vẻ phức tạp cùng là trên địa bảng cao thủ giữa bọn hắn nhưng lại có khác biệt một trời một vực vô luận đối thủ là ai trần mộc cũng dám xông vào một lần nhưng trái lại hai người bọn họ lại tại lúc này rút lui chuyện gì xảy ra trần mộc ánh mắt nhìn về phía mộc dung nguyệt cùng chu vũ thông tiếp đó nhẹ giọng hỏi một câu mộc dung nguyệt đôi mắt đẹp lóe lên một cái tiếp lấy bước nhanh đi lên trước cái kia trương tinh xảo dung mạo thi triển một nụ cười nói vậy mà có thể ở đây gặp gỡ ngươi thực sự là xảo a à, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này chu vũ thông ánh mắt nhìn trần mộc lại không nói tiếng nào trần mộc cùng bọn hắn ở giữa dù sao chỉ là sơ giao, không tính là cái gì sinh tử chiến hữu cho nên bọn hắn cũng không có ý tốt há miệng muốn để trần mộc giúp mình Huống Hồ đối phương vẫn là thái cổ đế tộc, bọn hắn cũng không muốn đem cái này cái cọc tai họa liên lụy đến trên người hắn. Mộc Dung Nguyệt rõ ràng cũng là ý tưởng giống nhau, cho nên cũng không có nhiều hơn nữa sách chuyện này. Ở đây không tiện lắm, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện a. À. Mộc Dung Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, nói xong, thế mà chủ động kéo Trần Mộc tay, liền muốn đi ra ngoài. Nhưng mà lúc này hình trọng sớm đã phát hiện được Trần Mộc dấu vết, lúc này khóe miệng nhếch nhẹ, lộ ra lướt qua một cái bướng bỉnh nụ cười, nói nha, khách quý a. Không nghĩ tới ở đây lại còn có thể gặp được chúng ta đại danh đỉnh đỉnh địa bảng đệ nhị cường giả, a à, không đúng, bây giờ phải xưng hô ngươi là địa bảng đệ nhất ha. Trần Mộc lướt qua Mộc Dung Nguyệt, nhìn về phía nàng hậu phương chỗ hình trọng, nhưng mà, ánh mắt của hắn vẻn vẹn chỉ là đảo qua như vậy, thu hồi ánh mắt, đối với hắn châm chọc khiêu khích, trực tiếp liền làm như không thấy. Vì cái gì không động thủ, mặc dù thực lực của các ngươi chỉ là địa bảng bên trong xếp hạng tương đối cuối cùng, nhưng gia hỏa này cũng không phải rất mạnh, hai người các ngươi liên thủ lại, không đến mức bị thua mới là. Trần Mộc thản nhiên nói, nhìn thấy Trần Mộc thế mà đem chính mình làm như không thấy, hình thấy nặng cảm giác khuôn mặt của mình có đau rát cảm giác đau, cái này cùng bị người trước mặt mọi người phiến khuôn mặt khác nhau ở chỗ nào, huống hồ, hắn bây giờ đứng sau lưng, thế nhưng là đến từ Hoàng Kim Thiên bằng tộc Trương Khôi, hắn bây giờ là vì Trương Khôi làm việc, cái này một số người cho dù là không e ngại chính mình, cũng cần phải kiêng kỵ Trương Khôi một hai mới là. Trong khoảnh khắc, hình nặng sắc mặt liền kéo xuống, ánh mắt trở nên dữ tợn, mơ hồ trong đó có một chút tức giận bốc lên, các ngươi có cái gì lo lắng sao? Nhìn thấy Mộc Dung Nguyệt không mở miệng, Trần Mộc lại hỏi lần nữa. Bọn hắn sau lưng lão đại là Trương Khôi, Chu Vũ Thông nắm đấm nắm chặt, âm thanh đều trở nên khàn khàn, giống như là cất giấu vô tận lửa giận, lại có mấy phần bất đắc dĩ, nói thật, bực này biệt khuất chẳng diện, liền chính hắn đều xem thường chính mình. Trần Mộc nhìn xem hốc mắt đều bởi vì biệt khuất, mà trở nên có chút đỏ thắm lên Chu Vũ Thông, cười nhạt một tiếng, bàn tay vỗ bả vai của hắn một cái, nói, ngươi cũng là từ một cái không bối cảnh chút nào tán tu một đường sông sáo đi lên còn có thể sợ những thứ này sao chu vũ thông lắc đầu khẽ thở dài phía trước những người cùng này hắn gặp bên trên người hoàn toàn khác biệt vạn tộc thời đại huyết mạch sưng hùng câu nói này cũng không phải nói một chút mà thôi nhất là những thứ này thái cổ đế tộc có người siêu việt tộc không cách nào so sánh huyết mạch cái này khiến trong lòng bọn họ rất là lo lắng thôi chúng ta đi thôi mộc dung nguyệt đồng dạng lắc đầu mắt ngọc mày ngày tuyệt sắc hương mặt khó được lộ ra lướt qua một cái khổ tâm trần mộc tất nhiên tới đều tới rồi cũng đừng đi vội vã, tốt xấu cùng chúng ta huynh đệ mấy người, tán gẫu một chút vài câu a." À. Hình trọng còn tại đằng sau kêu gào, khuôn mặt lộ ra trương cuồng chi sắc, không chút kiêng kỵ bộ dáng, phảng phất bọn hắn chính là Trương Khôi hóa thân. Nhưng mà, đối với hình nặng kêu gào, Trần Mộc từ đầu đến cuối đều đem hắn không nhìn, ánh mắt hắn nhìn xem Mộc Dung Nguyệt cùng Chu Vũ Thông. "Các ngươi đi lên, hung hăng quạt hắn một cái tát, đến núi còn lại chuyện, liền giao cho ta đến giải quyết, thế nào?" Trần Mộc nhếch nhếch miệng, cười nói, "Nghe vậy Mộc Dung Nguyệt cùng Chu Vũ Thông đều hơi hơi khẽ giật mình, tiếp lấy, sắc mặt trở nên cổ quái, nhất là tại nhìn thấy Trần Mộc khóe miệng ngậm lấy một màn kia như có như không nụ cười sau, liền biết lời hắn nói tuyệt không phải nói đùa. Nhưng là bọn họ, Chu Vũ Thông há to miệng, còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng là nói được nửa câu, tại nhìn thấy Trần Mộc nụ cười tự tin kia sau, hắn liền ngậm miệng lại, con mắt trở nên đỏ thắm, giống như một đầu liều lĩnh phát cuồng lên giống là chóa điên, hung hăng vật đầu. "Đi, nghe lời ngươi." Chu Vũ Thông hung tợn nói, hắn biết đây là một cái cơ hội khó được, một khi bắt được, hắn triều thành ấn ký có lẽ cũng không cần bị mất, hơn nữa còn có thể dính vào Trần Mộc, từ đây cùng hắn thực sự trở thành trong sinh tử đồng bạn. Đây là một cái nhân sinh bước ngoặt, nếu như ở thời điểm này lại nói chút cái khác lời nói, liền như vậy rút lui, lấy hắn đối với Trần Mộc hiểu rõ, Trần Mộc tuyệt đối là sẽ đặt xuống sạp hàng rời đi, tuyệt sẽ không lại cắm tay chuyện này. Cho nên, hắn tuyệt không thể nhu nhược, đến nỗi thái cổ đế tộc trương khôi cái gì, hắn tin tưởng, Trần Mộc dám nói ra lời nói này, liền có tuyệt đối sức mạnh, không e ngại cái kia trương khôi. Làm, lão tử cái mạng này vốn là cũng là một đường sông tới tới, lão tử liều mạng. Chu Vũ Thông dưới đáy lòng cho mình sức mạnh, tiếp lấy, hắn liền quay đầu, ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Hình trọng một đoàn người, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền tại chỗ khác người vây quanh, cũng đều là có chút bất ngờ, ra hỏa này, vừa mới còn một bộ hèn nhát uể oải bộ dáng, như thế nào bây giờ giống như biến thành người khác tựa như, loại kia đáy mắt cất dấu hung quang, để cho người ta biết được, gia hỏa này đoán chừng đã muốn nổi điên. Hình trọng, bỏ tới đây cho lão tử, Chu Vũ Thông đột nhiên lên tiếng cuồng hống, khí thế kia cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, tựa như biến thành người khác tựa như. Hắn rút ra một cái trường đao màu hoàng kim, ngập trời linh lực từ quanh thân không ngừng thả ra, càng là làm cho chung quanh hư không đều dung chuyển, cuồng phong gào thét, trên trường đao, mơ hồ trong đó có từng sợi phong mang trả phá không khí phát ra từng trận âm bạo thanh truyền ra. Mục Dung Nguyệt đồng dạng là kinh ngạc nhìn Chu Vũ Thông, hắn không nghĩ tới, vừa mới còn ẩn nhẫn thuận theo Chu Vũ Thông, sẽ lập tức bộc phát ra nặng như vậy sát cơ, muốn cùng Hình Trọng chính diện chống đối. Hình Trọng cũng không phải là cái gì trên thiên bảng đại nhân vật, nói cho cùng, hắn cũng chỉ là Hoàng Kim Liên Minh một thành viên, là thuộc về Trương Khôi chó săn một trong, chuyên môn vì Trương Khôi triều thành ấn ký mà chân chạy thu thập tiểu đệ thôi, bàn về thực lực, hắn chưa chắc sẽ mạnh hơn từ tầng dưới chót sắt ra tới Chu Vũ. Thông, chúng ta thế nhưng là đến từ Thái Cổ Đế tộc, sau lưng ta là Hoàng Kim Thiên bằng tộc Trương Khôi, Chu Vũ Thông, ngươi nhưng phải nghĩ rõ, ngươi nếu là dám động đến ta, ngươi suy nghĩ một chút sẽ có dạng hậu quả gì. Có lẽ là Chu Vũ Thông đột nhiên thay đổi bộ dáng, bộc phát ra kinh người như thế sát cơ, chấn nhiếp đến hình trọng, hình nặng ánh mắt, cũng là lao nhanh biến ảo, đáy mắt cất giấu một chút xíu kiêng kỵ, nhưng rất nhanh, hắn liền cố giả bộ trấn định, khóe miệng vẫn là ngậm lấy một vòng chiêu tức nụ cười, mở miệng nói: "Chó má gì thái cổ đế tộc?" liền ngươi cũng xứng tự xưng đến từ thái cổ đế tộc nói cho cùng ngươi chỉ là trương khôi chó săn mà thôi thiếu hướng về trên mặt thiếp vàng xem như nhân tộc, người không lấy nhân tộc vẻ vang cũng coi như, ngược lại một lòng đi cho cổ tộc làm cầu, thậm chí còn chẳng biết xấu hổ nói mình là thái cổ đế tộc, người bực này người mặt dày vô liêm sỉ, quả thực là ném đi chúng ta nhân tộc khuôn mặt. Đang chuẩn bị liều chất đánh cực một lần sau đó, Chu Vũ Thông cũng là triệt để buông ra tính tình, kiềm chế tại nội tâm lửa giật, lập tức toàn bộ bạo phát, hét lớn. Nghe vậy, tại chỗ đông đảo người vây quanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn nghĩ không ra, khung núm Chu Vũ Thông sẽ có như vậy khí phách một ngày, cái này đúng thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao a à. rất nhanh ánh mắt không ít người đều nhìn về trần mộc đáy mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng bọn hắn nhìn ra được chu vũ thông cho nên sẽ có như thế phong phú sức mạnh cơ hồ đều là tới từ trần mộc gia hỏa này bây giờ lại còn có thể cho người chỗ dựa người thứ đáng chất này vốn định giữ người một mạng người lại nghĩ đến chịu chất bị chu vũ thông điên cuồng nhục mạ hình thấy nặng cảm giác trên mặt mình nóng hừng hực vừa mới tạo dựng lên uy nghiêm lập tức đều tiêu tán không khỏi gầm hét lên sát cơ lạnh thấu xương chu vũ thông cũng không cùng đối phương nhiều lời khác nói nhảm sách theo màu đen đại đao liền cực nhanh xông tới tốc độ nhanh đến có chút kinh người dù cho đối phương là linh đạo cảnh cửu trọng thiên cường giả hắn cũng là không sợ hãi tự tìm cái chất đồ chơi lên cho ta làm thịt bọn hắn hình trọng cũng không có khinh thường không cùng chu vũ thông đơn đả độc đấu trực tiếp kêu gọi sau lưng tất cả mọi người cùng nhau xử lý cùng nhau công sát hướng về phía chu vũ thông hình nặng không chỉ là linh đạo cảnh cửu trọng thiên phía sau hắn cái này một số người càng là huyền trên bảng số một số hai cường giả linh lực bạo phát ở giữa liền cái này phương quảng trường chống chảy chi địa đều trở nên dung chuyển không thôi có kinh thiên cuồng bạo năng lượng ba động tàn phá bừa bãi mà ra trong khoảnh khắc cái này mấy đạo thân ảnh chính là lấy một loại như lôi đình tốc độ giao chiến lại với nhau đủ loại đứng đầu công phạt chi thuật suy diễn ra tràn ngập kinh khủng như vậy ba động tại cái này quảng trường chống chảy giết đến long trời lở đất chu vũ thông dù sao cũng là từ tầng dưới chót rất ra tới không có cái gì cường đại bối cảnh nhưng hắn kỳ ngộ cũng không phải bình thường người có thể so sánh, từng thu được không ít hơn của tiền bối truyền thừa, chiến lực của hắn cũng không yếu, bằng không cũng không khả năng sẽ rất tới địa bảng bên trong. Bất quá, hình trọng bên này lại thắng ở nhân số đông đảo, lại thêm đủ loại liên hợp kỹ năng, càng là trong lúc nhất thời, lâm vào cục diện rằng co bên trong. Phanh phanh phanh, từng đạo đinh tai nhức óc oanh minh âm thanh lớn vang lên, cuồng phong thổi loạn, mọi người thấy cái kia nhanh như tia chớp, tại thiên không bên trong va chạm thân ảnh, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ sợ bây giờ dù ai cũng không cách nào đem trước mắt cái này giống như giống là chó điên cường đại thân ảnh, cùng vừa mới cái kia khúm núm, chỉ có. Thể im hơi lặng tiếng chu vũ thông liên hệ đến cùng đi. Người đây, không đi lên giúp một tay sao? Trần Mộc nhìn về phía Mộc Dung Nguyệt, khẽ cười nói. Ta, Mộc Dung Nguyệt ấp úng, có chút không biết làm sao, nàng là thực sự không nghĩ tới, chu vũ thông sẽ đột nhiên bạo khởi, liều lĩnh rất hướng hình trọng. Không cẩn thận nghĩ đến cũng cảm thấy bình thường, Chu Vũ Thông dù sao cũng là từ tầng dưới chót rất đi lên, ngoại trừ bối cảnh, vô luận là đảm lượng vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều so Mộc Dung Nguyệt còn mạnh hơn nhiều. Trần Mộc lắc đầu, hờ hững nói, ta đã nói rồi, xảy ra chuyện ta tới khiêng, nhưng mà trận này chiến, được các ngươi chính mình đi đánh, cơ hội chỉ có một lần, nhìn chính các ngươi lựa chọn. Đối với thái cổ đế tộc, Trần Mộc nội tâm không có bao nhiêu tâm mang sợ hãi, bởi vì hắn ở kiếp trước cũng là dạng này không ngừng phải cùng thái cổ đế tộc rất nhiều thiên kiêu chiến đấu, tranh giành tranh hùng, một đường rất đi lên. Dù cho là sống lại một đời, hắn cũng không sợ hãi sẽ đắc tội thái cổ đế tộc. Hắn nhưng cũng nói muốn chống đỡ cái này cái cọc chuyện, vậy hắn cũng sẽ không nuốt lời. Bất quá, Trần Mộc không thích một chút quá mức người hèn yếu, nhất là đối mặt với bực này khốn cảnh, Chu Vũ Thông cùng Mục Dung Nguyệt liền đối phương tiểu đệ, đều phải sợ lùi bước mà nói, vậy hắn cảm thấy dạng này người về sau cũng sẽ không có bao lớn tiền đồ, hắn cũng không có giúp cần thiết. Quảng trường trống trải bên trong, nhìn xem Chu Vũ Thông trên bầu trời cùng hình trọng bọn người liều chất đánh rất, bàng bạc như cuồn cuộn hồng thủy linh lực từ thâm thúy trong bầu trời đêm tàn phá bừa bãi đi ra ngay cả không gian đều trở nên phá thành mảnh nhỏ nhưng mà không lâu sau đó chu vũ thông liền đã rơi vào hạ phong xu thế dù cho chu vũ thông là địa bảng cường giả nhưng hình trọng bên kia lại thắng ở phương diện nhân số ưu thế mấy chục cái hiệp xuống chu vũ thông cũng bắt đầu bị đánh liên tục bại lui mơ hồ trong đó liền muốn thua trận thấy cảnh này mộc dung nguyệt đôi mắt đẹp lập lòe một chút gợn sóng sau một hồi lâu nàng cuối cùng là cắn cắn răng ngà cái kia trương tinh xảo như tranh vẽ tuyệt mỹ gương mặt, lộ ra lạnh thấu xương sát phạt chi sắc. Chúng ta cũng đừng ngồi xem đi xuống, cùng tiến lên. Mộc Dung Nguyệt quát lạnh lên tiếng, liền Chu Vũ Thông dạng này không có chút nào bối cảnh người, đều lựa chọn liều mạng, nàng nếu là còn dạng này sợ hãi rụt rè, không dám ra tay, lúc đó liền chính nàng đều xem thường chính mình. Hảo, đi theo Mộc Dung Nguyệt mà đến người dự thi, cũng cùng nhau hét lớn lên tiếng, bọn hắn đã sớm nội tâm nín một đám lửa, chỉ là mấy cái hoàng kim liên minh tùy tùng, ỷ vào sau lưng là hoàng kim thiên bằng tộc Trương Khôi, ở đây cáo mượn oai hùm, nhiều lần kêu gào, lần này cần để cho đối phương xem, ai mới là đại gia. Lúc này, Mộc Dung Nguyệt một đoàn người thân hình khẽ động, liền thẳng lướt dựng lên, gia nhập vào trận đại chiến này bên trong. Có Mộc Dung Nguyệt đám người gia nhập vào, tình hình chiến đấu thế cục, cũng lại độ nghịch chuyển đi qua, nguyên bản liên tục bại lui chu vũ thông, cũng có giúp đỡ, bắt đầu hướng hình trọng một đoàn người áp chế đánh ầm ầm bên trên bầu trời đình tai nhức óc oanh minh âm thanh lớn không ngừng truyền vang mà đến phong bạo tàn phá bừa bãi toàn bộ bầu trời đêm đều trở nên sáng tỏ như ban ngày, có cuồn cuộn linh lực như nước thủy triều phong ba, quét ngang mà ra, đem chung quanh tòa này rừng rậm nguyên thủy, cho hủy hoại thành một mảnh hỗn độn đổ nát cảnh tượng. Bọn hắn đối với người vẫn là rất tín nhiệm, cùng Thanh Huy nhìn xem phía trên chiến đấu, đỏ thắm khóe môi nhấc lên một vòng cười khẽ đường cong, mở miệng nói. Liền chỉ bằng vào lấy Trần Mộc mấy câu, không chỉ có là Chu Vũ Thông, liền Mộc Dung Nguyệt đều đồng. Dạng tính tình đại biến, không còn nhường nhịn, lựa chọn cường thế tiến công, cái này biến hóa cực lớn, quả thực để cho người ta bất ngờ, mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đây hết thảy biến hóa, đều phải quy công cho Trần Mộc. Thực lực của bọn hắn vốn là không kém, nhưng có lẽ là đối với thái cổ đế tộc có một chút bóng tối, cho nên mới sẽ chịu đến hình trọng bọn hắn chấn nhiếp cùng kiềm chế, bằng không mà nói, bọn hắn không cần rơi vào cái tình cảnh chật vật như vậy. Trần Mộc Đạo, Mộc Ca, thái cổ đế tộc huyết mạch chi lực, thật sự cường đại như vậy cùng đáng sợ sao? Cơ thanh ánh mắt nhìn Trần Mộc, khuôn mặt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hỏi, ta không cách nào cho người chuẩn xác mà nói pháp, chỉ có thể nói, bọn chúng không kém Trần Mộc hở hững nói. Nghe vậy, cơ thanh cũng sẽ không hỏi tiếp, cùng thanh huy cũng là thuộc về thái cổ đế tộc, trước đây cùng cùng thanh huy đối đầu thời điểm, nàng thậm chí không cần thi triển cái gì huyết mạch chi lực, đều có thể toàn trình đè lên cơ thanh đánh, tranh lệch rõ ràng. Bọn hắn xem ra phải thắng, bình thường tương đối trầm mặc ít nói cùng thanh huy, đột nhiên mở miệng nói. Bây giờ, toàn trường ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên bầu trời, chỉ thấy cấp độ kia cấp độ chiến đấu, càng cuồng nhiệt, cuối cùng, theo một đạo kinh thiên tiếng nổ vang vọng, hình nặng thân thể trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, giống như như đạn pháo, bắn ngược trên mặt đất, cực kỳ chật vật. Người các ngươi, hình trọng miệng phun máu tươi, tóc xóa, vừa mới bộ kia phách lối liều lĩnh sắc mặt, tại lúc này không còn sót lại chút gì, còn thừa, chỉ có lửa giận ngập trời cùng sỉ nhục. Trung quanh rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh dị, bọn hắn nghĩ đến hình trọng mấy người cũng hứa sẽ bại, nhưng không nghĩ tới bị bại nhanh như vậy, xem ra cái này Chu Vũ Thông cùng Mộc Dung Nguyệt cũng không là bình thường võ đạo cao thủ a các ngươi bọn gia hỏa này lại dám dĩ hạ phạm thượng như thế các ngươi liền không sợ rước lấy trương khôi lửa giận trả thù sao hình trọng gào thét tiếng gầm gừ xa xa quanh quẩn ở trong thiên địa này hắn hốc mắt đều trở nên đỏ thắm có cực độ căm hận chi sắc bộc lộ mà ra trần mộc chậm rãi đi tới đứng ở hình nặng trước mặt giống như là nhìn mấy cái tôm tép nhãi nhép giống như cư cao lâm hạ nhìn xuống hắn ngoại trừ biết tán dóc động trương khôi trương này ra hổ ngươi còn biết cái gì trần mộc cười lạnh nói trần mộc đây hết thảy đều là ngươi tạo thành hình trọng dữ tợn gào thét giống như điên cuồng hắn biết đây hết thảy kẻ đầu tiêu cũng là trần mộc nếu như không phải trần mộc đến cho chu vũ thông mộc dung nguyệt đứng đội coi như cấp hai người bọn họ lá gan lớn như trời đều chưa chắc dám ra tay Ôn ào trần mộc không để ý đến hắn cái kia cuồng loạn gào thét một kiếm trực tiếp quán xuyên cổ họng của hắn hình trọng bị mất mạng tại chỗ hắn mở to con ngươi có lẽ là đến chất một khắc này cũng không có dự liệu được đối phương sẽ như thế không có kỹ chút nào cứ như vậy rất hắn lúc nhìn thấy trần mộc hà tử thủ chu vũ thông cùng mộc dung nguyệt minh lộ ra biến đổi sắc mặt một chút tiếp lấy không cần các nàng phản ứng trần mộc liền đã lấy xuống hình nặng triều thành ấn ký cũng đem nguyên bản thuộc về chu vũ thông cùng mộc dung nguyệt triều thành ấn trả lại hai người trung hoạch triều thành ấn ký chu vũ thông cùng mộc dung nguyệt đều lộ ra mừng như điên thần sắc hình nặng những cái kia tiểu đệ từng cái thân thể run rẩy mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi từng bước lui lại dùng một loại đối đãi ác ma một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm trần mộc chỉ sợ sau một khắc trần mộc kiếm liền sẽ rớt đến trước mặt của bọn hắn người là ta rớt, triều thành Ấn ký cũng là ta lấy hắn trương khôi nếu là muốn báo thù liền cứ việc hướng ta tới trần một mặt hướng những thứ này tiểu đệ không có ở trắng trợn tàn sát mà là biểu lộ lập trường của mình không kiêu ngạo không tự ti ung dung không vội đạo những cái kia tiểu đệ toàn bộ đều nuốt nước miếng một cái tiếp lấy cắn răng không còn lưu lại hướng về nơi xa mau chóng vút đi biến mất ở bên trong vùng rừng rậm này dạng này thật sự sẽ không có chuyện gì sao chu vũ thông có chút mờ mịt đứng lên hắn nắm trong tay mất mà được lại triều Thành ấn ký cũng không biết hành động hôm nay là đúng hay sai, Trương Khôi cường đại, là không thể nghi ngờ, xem như thái cổ đế tộc cường giả, vẫn là thiên bảng đệ ngũ tồn tại, cũng không người nào biết trong tay hắn có bao nhiêu kinh thiên át chủ bài. Huống hồ, tất cả mọi người hiểu rõ Trương Khôi tâm tính của người này, gia hỏa này luôn luôn cũng là có thù tất báo người kiệt ngạo, lần này rất hắn tùy tùng, cắt vốn nên thuộc về hắn triều thành ấn ký, lấy sự tàn nhẫn của hắn tính cách, chắc chắn là sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Quảng trường trống trải bên trong cũng là trở nên có chút yên lặng lại, ánh mắt không ít người bên trong đều lộ ra vẻ chiêu tức, bọn hắn đã rất chờ mong cái tiếp Trương Khôi phản ứng, nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, chuyện hôm nay một khi truyền đi, chắc chắn lại là một phen không nhỏ oanh động. Đương nhiên, cũng không ít người vô cùng thưởng thức Trần Mộc cá tính, không sợ cường quyền, có can đảm hướng thái cổ đế tộc thiên kiêu khởi sướng khiêu chiến, đây là rất khó gặp một sự kiện. Cái này Trần Mộc, ta bây giờ là càng ngày càng chờ mong phía sau hắn biểu hiện. Rút lui trước, các vị, tại xem xong sau náo nhiệt, rất nhiều người vây quanh cũng không lưu lại, nhanh chóng rời đi, bọn hắn cũng sợ bị Trần Mục loại người hung ác này để mắt tới, nếu không, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ có một phen phiền toái không nhỏ, tiếp lấy đem hắn dung nhập vào trán của mình bên trong khắc, trên trán hắn màu đỏ chiều thành ấn ký cũng phát ra một đạo quang mang chói mắt, chợt phù văn sen lẫn ở giữa, càng là chuyển biến thành một loại lập lè màu hoàng kim. Loại này màu hoàng kim chính là tượng trưng cho thiên bảng xếp hạc, rất rõ ràng, thời khắc này Trần Mộc, đã chân chính xem như thiên bảng cường giả. Xem ra bọn gia hỏa này đoạn thời gian gần nhất vớt chiều thành ấn, vớt đến rất mập a. À. Trần Mộc cười cười, lộ ra kinh ngạc thần sắc, xem như Trương Khôi tùy tùng một trong, ỷ có Trương Khôi che chở, trong khoảng thời gian này, hình trọng cũng không ít tại bên ngoài làm mưa làm gió. Trần Mộc, lúc này, Chu Vũ Thông cùng Mộc Dung Nguyệt cũng đi tới, Chu Vũ Thông ánh mắt nhìn về phía Trần Mộc, do dự, giống như là muốn nói cái gì. Trần Mộc biết rõ hắn ý tứ, vỗ bả vai của hắn một cái, nhếch miệng nở nụ cười, cũng không có đám người trong tưởng tượng khẩn trương, ngược lại vẫn là một bộ rất ung dung bộ dáng. Không quan hệ, ta đã nói rồi, xảy ra chuyện giao cho ta tới khiêng, trương khôi cũng để ta tới tự mình ứng phó ta đã buông lời đi ra người là ta rất triều thành ấn ký cũng là ta lấy đi trương khôi nếu là muốn tìm cũng là tới tìm ta trần mộc cười nói ai nghe vậy chu vũ thông nặng nề mà thở dài một hơi sắc mặt biến đến có chút phức tạp cuối cùng hắn vỗ vỗ bả vai của đối phương nói ta chu vũ thông cũng không quen lúc nào cũng chờ đón chịu người khác che chở ta sẽ không nhường ngươi một người gánh nếu là xảy ra chuyện mang theo ta trương khôi cấp độ kia nhân vật ta đánh không lại nhưng bên người hắn tiểu đệ ta tuyệt đối có thể ứng phó mấy cái, cùng lắm thì bồi lên cái mạng già này, cũng muốn để người ta biết, chúng ta nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, không phải lão khi dễ. Nếu có chuyện, ta Mộc Dung Nguyệt cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, Mộc Dung Nguyệt cũng tỏ thái độ nói, hắn vẫn như cô áo trắng xuất trần, thanh lệ tuyệt sắc, so với Chu Vô Thông, nàng Mộc Dung Nguyệt xem như viễn cổ con em thế ra, cũng càng có một phen lực uy hiếp. Trần Mộc cười cười, cái này hắc ám tuyệt vực, đối thủ của hắn là càng ngày càng nhiều a, bất quá dạng này cũng tương đối thú vị hắn sớm muộn là muốn cùng những thứ này thái cổ đế tộc đối đầu, sự kiện lần này đối với hắn mà nói cũng chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn thôi. Đi thôi, đi trước chỗ sâu khu vực xem, thu thập một chút triều thành ấn ký. Trần Mộc Đạo, thân hình hắn khẽ động, liền vọt lên bầu trời, cơ thanh cùng cùng thanh huy nhanh chóng đi theo. Mà Chu Vũ Thông cùng Mộc Dung Nguyệt, nhưng là liếc nhau một cái, tiếp lấy lộ ra vẻ kiên định, dưới mắt nếu đều là người trên cùng một thuyền, bọn hắn cũng sẽ không lại hành động một mình, nhanh chóng đi theo Trần Mộc thân hình. Bọn hắn ẩn ẩn có một loại nào đó dự cảm, tại trên chiều thánh chi chiến này, Trần Mộc sẽ là kiệt xuất nhất hắc mã. Đây là hắc ám tuyệt vực chỗ sâu, nước suối trong suốt từ cửu thiên chi thượng bao phủ xuống, ung ung xuyên qua vào một mảnh u trong đàm, dòng nước đụng chạm lấy nham thạch, vé lên vô số giọt nước, tạo thành hoàn toàn mông lung hơi nước. Đây là một mảnh nguy nga thác nước, nó treo móc ở nguy nga dãy núi ở giữa, phảng phất trong thiên địa một đạo ngân sắc màn tre, những ngọn núi xung quanh núi non trùng điệp, mây mù nhiễu, phảng phất đưa thân vào trong tiên cảnh. Tinh hồng sắc nguyệt quang, xuyên thấu tầng mây, vẩy vào trên thác nước, tạo thành từng đạo hoa mỹ trùng sáng, khiến cho thác nước càng thêm dạng người rực rỡ. Tại cái này dưới thác nước, có một đạo người mặc đáng chú ý áo bào đỏ thanh niên, yên tĩnh ngồi xếp bằng, bào thân liệt diễm như lửa, còn mơ hồ tản ra một loại nóng bỏng nhiệt độ, sau lưng mọc ra một đôi thiên bằng một dạng hai cánh, nhẹ nhàng chấn động lấy, linh vũ như kiếm, chớm ngang xuống, cơ hồ muốn phá toái vùng hư không này, uy thế nhiếp nhân tâm phách, để cho người ta sợ hãi. Người này không là người khác, chính là tới từ Thái Cổ Đế tộc, Hoàng Kim Thiên bằng tộc Trương Khôi vù vù xa xôi trên bầu trời thỉnh thoảng liền có một chút tản gia cường đại linh lực tu sĩ cực nhanh mà đến bọn hắn quỳ dạp trên đất cống hiến ra trong khoảng thời gian này thu thập được triều thành ấn ký những thứ này triều thành ấn ký cũng là bọn hắn ở hạch tâm khu vực mỗi chỗ đánh cướp mà đến triều thành ấn là tâm huyết của bọn hắn nhưng bây giờ bọn hắn lại vô điều kiện lựa chọn dân lễ những tu sĩ này giống như là lịch đại trong vương triều tướng lĩnh giống như phái đi ra chớm rớt, đến nỗi trương khôi hắn từ đầu đến cuối xếp bằng ở trong trước thác nước một chỗ liên hoa đài giống như một vị trời sinh hoàng giả giống như nhận lấy người khác cúng bái cùng dâng lễ. So với lực lượng cá nhân, lợi dụng bồi dưỡng lên thế lực, toàn bộ phái đi ra thu thập triều thành ấn, không thể nghi ngờ thực sự nhanh hơn nhiều. Cái này cũng là rất nhiều thái cổ đế tộc cường giả, sở dĩ muốn thu nhiều như vậy tiểu đệ duyên cớ, phương thức như vậy là tiết kiệm sức lực nhất cùng bất lo. Bây giờ, đang tiếp nhận đến từ cường giả các phương dân lễ sau đó, trương khôi trên trán triều thành ấn, đã trở nên sáng tỏ như như mặt trời, tản ra rực rỡ khiến người ta không dám nhìn thẳng ánh sáng, bực này trói mắt cường độ ánh sáng một khi bước vào viễn cổ thánh địa nhất định chính là chân truyền đệ tử khởi bước địa vị làm không tệ trương khôi mỉm cười hắn rất hài lòng những thủ hạ này độ trung thành hắn giơ tay lên bắn ra một vệt sáng dung nhập vào một chút làm ra nhất định công lao cùng cống hiến tiểu đệ cái chán bên trong chợt tia sáng nhúc nhích ở giữa những thứ này tiểu đệ trên chán chiều thanh ấn ánh sáng độ cũng đồng dạng tăng lên xem như cao nhất người thống lĩnh hắn thường phạt phân minh một chút làm tốt hắn cũng không tiếc rẻ ban thưởng một chút chiều thành ấn để cho bọn hắn cũng có thể uống một ngụm canh. Những cái kia thu được Trương Khôi ban thưởng, nhưng là sắc mặt vô cùng kích động, giống như nhận lấy thiên ân tẩy lễ, quy sát đến càng thêm trung thành, kiên định nói, chúng ta nhất định hiệu trung Trương đại nhân, thể chất cũng đi theo. Sau đó, bọn hắn liền không lại lãng phí thời gian, gánh vác lấy Trương Khôi danh hào, thân hình khẽ động, tiếp tục đi bên ngoài thu thập triều thành ấn. Đột nhiên, có một đám người tại trong lúc bối rối, từ không trung phía trên chạy trốn xuống, sắc mặt hoảng sợ. Lão đại, chúng ta thu thập được chiều thánh ấn, đều bị người đoạt, ngay cả hình trọng cũng bị người rớt. Người nói cái gì, thác nước phía trước, Trương Khôi nghe hạ nhân tới báo sau đó, chợt đứng dậy, cái kia Trương Kiệt Ngao yêu tuấn gương mặt, triển lộ ra một vẻ giữ tợn lệ khí. Xem như Hoàng Kim Thiên bằng tộc con em kiệt xuất, vẫn là thiên bảng xếp hạng đệ ngũ cường giả, Trương Khôi đối với mình có lực chấn nhiếp, vẫn có phong phú lòng tin. Phóng nhãn toàn bộ hắc ám tuyệt vực, dù cho là Hoa Kinh Phi cùng Tiêu Thiên dạng này cùng là thái cổ đế tộc cường giả, cũng phải kính hắn ba mặt, nhưng bây giờ, lại còn có người dám cướp đi vốn nên thuộc về hắn triều thành ấn, cái này cùng đoạt thức ăn trước miệng cọp khác nhau ở chỗ nào. Nhìn xem trước mắt những thứ này bị thương từng đống, sắc mặt thậm chí có chút trắng hiếu tiểu đệ, hắn cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại, một lần nữa xem như đóa hoa sen bằng đá trên đài, ánh mắt lập lè một vòng vẻ âm lệ. Nói đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, rõ ràng người mươi đều nói cho ta rõ. Xâm nhiên âm thanh phun ra, cho dù ai đều nghe đi ra, Trương Khôi đã tức giận. Tại Trương Khôi cường đại uy hiếp dưới, những cái kia tiểu đệ thân thể hung hăng khẽ run rẩy chợt không dám có chút giấu giếm đem sự tình toàn bộ đi qua đều nói một lần ở trong đó bao quát chu vũ thông cùng hình nặng rằng co trần mộc về sau đứng ra che chở chu vũ thông sự tình cùng với cuối cùng hình trọng bị trần mộc rớt một loạt đi qua không rõ chi tiết không dám có chút bỏ sót chỗ giống loại này lợi dụng uy danh của mình cùng với dựa vào tự thân lực ảnh hưởng đưa tay dưới đáy thuộc cấp phái đi ra vì chính mình vơ vét triều thành ấn chuyện đã là lũ kiến bất tiên hoa kinh phi cùng tiêu thiên bọn người cũng là như thế làm nhưng mà chỉ là một cái địa bảng cường giả, lại dám dĩ hạ phạm thượng, cướp đi vốn nên thuộc về Trương Khôi triều thành ấn, đây là bất luận cái gì thiên bảng cường giả không thể dễ dàng tha thứ, huống chi Trương Khôi vẫn là một cái tương đương tự phụ cùng kiệt ngạo người. Khi nghe xong sau những tiểu đệ tự thuật này, Trương Khôi sắc mặt rõ ràng trở nên có chút xanh xám, hắn siết chặt nắm đấm, thậm chí bởi vì quá mức phẫn nộ, cổ chỗ có từng cái giống như là cầu long gân xanh nhún nhún. Ngươi giỏi lắm Trần Mộc, ta không đi trêu chọc ngươi, ngươi ngược lại tốt, lại dám tới cướp ta triều thành ấn, còn đem hình trọng làm thịt rồi. Trương Khôi giữ tợn lên tiếng, đập người bắt cơm, như rất cha mẹ người, Trần Mộc không chỉ có đoạt vốn nên thuộc về hắn triều Thành ấn, còn đem hình trọng làm thịt rồi, nếu là Trương Khôi không báo trở về thù này, sau này còn có ai nguyện ý vì hắn bán mạng, hắn lực uy hiếp cũng đem hắc ám tuyệt vực bên trong cực lớn bị hao tổn. Nghe, tất cả mọi người đều cùng ta cùng đi rảo sát Trần Mộc, lần này ta muốn để hắn đến cho cốt trong hộp đi sám hối. Lúc này, Trương Khôi không lãng phí một chút thời gian, khuôn mặt tràn ngập vô tận sát phạt chi sắc, trực tiếp hạ lệnh, chuẩn bị xuất lĩnh Hoàng Kim Liên Minh tất cả. Mọi người, đi tiêu diệt Trần Mộc tất cả mọi người. Trương ca, người trước tiên đừng xung động, nhưng vào lúc này, Trương Khôi bên người một tiểu đệ, lại gấp vội và ngăn cản hắn, quỳ xuống đất ôm quyền, đạo. Như thế nào, người cùng Trần Mộc có giao tình, nghĩ ngăn ta, Trương Khôi hít mắt, một tia châm mang hình dáng một dạng phong mang, tại đáy mắt nổi lên, trước mắt tên này tiểu đệ, xem như tâm phúc của hắn một trong, tên là Phương Diễm, đồng dạng là trên thiên bảng cường giả, chỉ có điều xếp hạng tương đối cuối cùng. Không dám, Phương Diễm lắc đầu, vội vàng giải thích ta chẳng qua là cảm thấy, giống Trần Mộc bực này tiểu nhân vật, cần gì phải trương ca gấp gáp như vậy lật đật đi xử lý, phải biết, Trần Mộc người này cũng là có thực lực một chút cùng thủ đoạn, chúng ta có thể chờ hắn thu thập càng nhiều chiều thánh ấn, lại đem hắn cho rất, không phải tốt hơn. Huống hồ, các đại người dự thi cũng đã bắt đầu hướng về Thánh Dương Sơn, phương hướng đã chạy tới, nơi đó là trung cuộc trận chiến địa điểm, cũng là lần này chiều thánh trận chiến cuối cùng tài quyết chi địa. Bây giờ, Hoa Kinh Phi cùng Tiêu Thiên bọn hắn cũng đã hướng về vị trí đó sớm xuất phát, chúng ta cũng có thể trực tiếp đi qua ta muốn lấy trần mộc năng lực cùng tâm tư hắn cuối cùng cũng sẽ đến thánh dương sơn đến lúc đó chúng ta lại làm thịt hắn không chỉ có thể tước được hắn tất cả triều thánh ấn ký còn có thể rất gà dọa khỉ để người ta biết chúng ta hoàng kim liên minh không phải dễ trêu nghe vậy trương khôi ước lượng một hồi cuối cùng nhếch miệng nở nụ cười vỗ vỗ phương diễm bả vai cười nói không nghĩ tới người cái này đầu vẫn là dùng rất tốt chịu đến trương khôi tán dương phương diễm như nhặt được vô thường vinh hạnh đặc biệt hắn cười ha hả nói đây hết thảy hay là muốn quy công cho trương ca, nếu không có trương ca thực lực, tiểu tử điểm nhỏ này sách lược cũng không phát huy được tác dụng A. Phương Diễm biết rõ, tại cái này vạn tộc thời đại, hết thảy đều phải xem trọng bản lãnh thật sự, cái gọi là mưu lược, đều chỉ bất quá là dệt hoa trên gấm thôi, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế, đều chẳng qua là tiểu hài tử đùa nghịch đao. Trương Khôi gật gật đầu, đáy mắt lộ ra lạnh thấu xương hàn quang, nắm chặt nắm đấm, nói, liền để chân một tiểu tử kia, lại sống thêm một hồi, bây giờ truyền mệnh lệnh của ta, lập tức tăng thêm tốc độ, vơ vét triều thánh ấn, tiếp đó chạy tới Thánh Dương Sơn. Là, Phương Diễm vội vàng ôm quyền, hét lại lên tiếng, tiếp lấy, đám người thân hình cũng sẽ không ở chỗ này dừng lại, đều cực nhanh mà ra, chạy tới hắc ám tuyệt vực mỗi chỗ. Mà cùng trong lúc nhất thời, hắc ám tuyệt vực khu vực trung tâm, cũng phát sinh trước đây chưa từng thấy bạo loạn, vô luận là ngày xưa những cái kia ưa thích ngủ đông ẩn nhẫn người dự thi, vẫn là luôn luôn hành vi tương đối cao giọng cao thủ cũng đều toàn bộ gia nhập vào trận này tranh giành tranh hùng triều thánh ấn tranh đoạt chiến bên trong. Tại trận này triều thánh trong chiến đấu, Triều Thành ấn ký quyết định hết thảy, dù cho là có bối cảnh đi nữa thái cổ đế tộc, nếu là không có đầy đủ mắt sáng Triều Thành ấn ký, đồng dạng sẽ bị viễn cổ thánh địa cự tuyệt ở ngoài cửa. Nói cho cùng, trận này Triều Thánh chi chiến là chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình thiên tài tranh hùng chi địa. Đường Triều Thánh chi chiến tiến hành đến cái này phần đuôi thời điểm, những cái kia ẩn núp kiêu hùng cũng từng cái một bắt đầu quật khởi, liền trong ngày thường không chút nhìn thấy một chút phổ thông tu sĩ, cũng đột nhiên bạo phát ra thực lực cường đại, bắt đầu bốn phía đi săn Triều Thánh ấn ký mảnh này liên miên vô tận thâm sơn trùng điệp mỗi một khắc đều đang bùng nổ khói lửa đại chiến trận này chung cuộc chi chiến là lần này chiều thánh trận chiến đường danh giới cũng là quyết định bọn hắn bước vào viễn cổ thánh địa chỗ mấu chốt tất cả mọi người đều giống như nổi điên bắt đầu cướp đoạt trong tay người khác chiều thành ấn tại trong như vậy không bờ bến cướp đoạt cũng tạo ra được từng đầu danh tiếng vang vọng hắc mã bất quá có ít người cuối cùng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn ngẫu nhiên kinh diễm đám người sau đó liền sẽ bị khắc hắc mã đội ngũ cho một đợt mang đi Chôn vùi ở cái này cổ lão dãy núi bên trong, biến thành ngàn vạn thi cốt một trong. Đây là một hồi sử thi cấp thiên tài tranh giành chi chiến, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất đi tính mạng, toàn bộ bát ngát sơn mạch đều trở thành mộ địa, nhưng tất cả mọi người đều là lựa chọn thẳng tiến không lùi bước vào, chỉ vì chiếm được cái kia nhất tuyến cơ duyên. Mà Trần Mục bọn người, cũng là nhiều kẻ cướp đoạt một thành viên. Bành, bây giờ, tại một chỗ hoang vu bên trên bình nguyên, cuồng bạo vô song linh lực ba động giống như cuồn cuộn như hồng thủy, tàn phá bừa bãi đi ra, hơn 10 đạo thân ảnh tinh hồng lấy con ngươi giống như từng đầu nổi điên như dã thú, xông về phía trước cái kia một đạo thanh niên mặc áo lam mà đến, đứng đầu công phạt chi thuật tại thôi diễn, biến ảo ra chư thiên dị tượng. Nhưng mà, bực này rất nhiều bí pháp, cũng không có lấy được tác dụng quá lớn, chỉ thấy một đạo kiếm quang giống như thần kỳ buông xuống giống như, chớm ngang mà qua, hư không giống như trang giấy giống như lập tức bị xé nứt ra một đạo đen nhánh khe rãnh, rực rỡ cuồng bạo kim quang ngưng tụ thành một đạo tiên vương thân thể, từ cái này đen nhánh khe rãnh bên trong sông ra, nhấc lên ngập trời năng lượng sóng lớn, đụng đi qua, Oanh, một đạo đinh tai nhức óc oanh minh âm thanh lớn vang lên, tại đạo này tiên vương thân thể quét ngang phía dưới, cái kia mười mấy đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, chật vật rớt xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Kim quang dần dần tiêu tan, một đạo thanh niên quần áo xanh thân hình cũng chậm rãi một lần nữa triển lộ mà ra, hắn sách theo một thanh xích huyết ma kiếm, tóc đen dương nhẹ, toàn thân trong suốt như ngọc, giống như tuyệt đại thần vương đích thân tới giống như, tản ra sức uy hiếp mạnh mẽ. Đạo thân ảnh này chính là Trần Mộc. Lấy ra a, à, muốn mạng hay là muốn Triều Thành Ấn, tự chọn." Trần Mộc nhìn xem cái này mười mấy đạo thân ảnh, đáy mắt lộ ra một vòng hờ hững, không có ẩn chứa bao nhiêu cảm tình màu sắc, nói thẳng. "Cái kia mười mấy đạo thân ảnh, toàn bộ đều lộ ra vẻ cười khổ, tiếp lấy đầy bụi đất liền giao ra chính mình Triều Thành Ấn, so với những người khác, Trần Mộc cách làm đã coi như là vô cùng thiện lương, hắn cũng không có lấy đi tính mạng của bọn hắn, cho bọn hắn lưu lại người sống, bất quá, Triều Thành Ấn ký chắc chắn là giữ không được." Đang cầm đến chiều thánh ấn sau đó, Trần Mộc cười nhặt một tiếng, đem hắn cùng nhau dung nhập vào trán của mình phía trên, chỉ một thoáng, trên trán hắn chiều thánh ấn trở nên bộc phát sáng rực, kim lắc lư màu sắc, có làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kiêng kỵ địa vị. Đây là thiên bảng tượng trưng, phóng nhãn toàn bộ hắc ám tuyệt vực, có thể đạp lên thiên bảng, tuyệt không vượt qua 20 người. Cút đi, Trần Mộc thu hồi kiếm, quay người liền hướng về cái kế tiếp địa phương đi đến, mà sau lưng cái kia hơn 10 người, nhưng là lắc đầu, lòng tràn đầy tuyệt vọng rời đi phía khu vực này. Trần Mộc đứng ở trên một ngọn núi, ngẩng đầu hướng phương hướng xa xôi nhìn lại, ở một tòa khác trong núi lớn, có sáng lạng quang hoa nở rộ dựng lên, trong lúc mơ hồ đại địa đều đang chấn động, cuồng bạo vô song linh lực ba động, cách khoảng cách rất xa, nhộn nhạo tới, làm cho Trần Mộc bên này không gian đều thoáng có chút rung chuyển. Rất rõ ràng, bên kia cũng đang phát sinh lấy kích thước không nhỏ đại chiến. Qua hồi lâu sau, động tĩnh bên kia mới dần dần dịu xuống một chút đi, tiếp lấy, theo hư không chấn động, mấy đạo quang ảnh cũng hướng về Trần Mộc phương hướng cực nhanh đi qua, cuối cùng hạ xuống đến trần mộc bên cạnh, tia sáng tán đi, cùng thanh huy cùng cơ thanh đám người thân hình cũng hiện ra. Một ca, ta đã tăng lên tới địa bảng tầng thứ. Cơ thanh nắm quả đấm một cái, mặt mũi tràn đầy kích động cùng cuồng hỉ, từ hoàng giai vượt qua đến địa bảng, đây đã là lớn vô cùng bay vào tính chất tăng lên, cho dù cái này địa bảng chỉ là xếp hạng cuối cùng, nhưng vẫn như cũ giá trị liên thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, bằng vào cái này địa bảng triều thành ấn ký, hắn cũng có tư cách bước vào viễn cổ trong thánh địa tu hành. Không tệ, có chút tiền đồ, Trần Mộc cười cười, vỗ xuống bờ vai của hắn, đây hết thảy cũng là cơ thanh chính mình cố gắng đi kiếm được, cũng không có Trần Mộc hỗ trợ. Trái lại cùng Thanh Huy, nàng gật đầu bên trên chiều thành ấn ký, cũng đồng dạng chuyển biến thành một loại sáng chói kim sắc, cái này đồng dạng là bước vào thiên bảng tiêu chí, mà Chu Vũ Thông cùng Mục Dung Nguyệt bọn người, mặc dù còn chưa đạt đến thiên bảng cấp độ, nhưng trên trán chiều thành ấn ánh sáng độ đều có rất rõ ràng đề thăng, trong khoảng thời gian này đến nay, thu hoạch của bọn hắn cũng không ít bằng vào chúng ta bây giờ triều thánh ấn đã hoàn toàn đủ tư cách bước vào viễn cổ trong thánh địa tu hành chu vũ thông đạo trong tiếng nói của hắn có không che giấu được kích động hắn từ không bối cảnh chút nào tầng dưới chót bên trong rất ra bước vào viễn cổ thánh địa là hắn suốt đời mong muốn chỉ có tại viễn cổ trong thánh địa có thể thay đổi hắn một đời bây giờ hắc ám tuyệt vực bên trong gần tám thành người dự thi triều thánh ấn ký đều bị thái cổ đế tộc các đại thiên kiêu chia cắt chúng ta bây giờ có khả năng làm cũng bất quá là ăn canh thôi mục dung nguyệt lắc đầu cảm thấy có chút bất đắc dĩ Thái cổ đế tộc lực chấn nhiếp thực sự quá mạnh mẽ, coi như Hoa Kinh Phi cùng Tiêu Thiên không tự mình động thủ, vẫn như cô có rất nhiều người dự thi nguyện ý đi theo bọn hắn, dốc sức cho bọn họ. Không quan hệ, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi, chân chính lớn cạnh tranh là tại trong Thánh Dương Sơn. Trần Mộc cười nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía dãy núi này chỗ sâu phương hướng, ở nơi đó, mơ hồ trong đó có một tòa không cách nào hình dung nguy nga cử vật, đang giấu ở trong vân chương vụ ẩn chi, chỉ có thể quan trắc đến nó thô sơ giản lược quy mô. Thánh Dương Sơn, nghe vậy, Mộc Dung Nguyệt nao nao tiếp lấy gương mặt liền lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, rõ ràng đối với cái này cái gọi là Thánh Dương Sơn cũng không xa lạ. Mộc Ca, cái này Thánh Dương Sơn là cái gì? Cơ Thanh ánh mắt nhìn về phía Trần Mộc, nghi ngờ hỏi. Chu Phố Thông cũng đồng dạng nhìn sang, hai người bọn họ cũng không giống Mộc Dung Nguyệt như vậy có thông thiên bối cảnh. Cái này Triều Thánh Chi Chiến cũng là lần thứ nhất tham gia. Trần Mộc giải thích nói, Thánh Dương Sơn là cuộc chiến cuối cùng chỗ, bất luận là trên thiên bảng cường giả vẫn là địa bảng cao thủ đều biết chạy tới vị trí kia. Bởi vì đó là đông đảo người dự thi sau cùng phản công cơ hội, Đông Hoàng Tứ đại viễn cổ thánh địa cường giả cũng sẽ ở nơi đó xuất hiện, quan sát trận này cỡ lớn tranh đấu. Có thể nói, nơi đó là Đông Hoàng Viễn Cổ Thánh Địa, vì chúng ta những người dự thi này bày siêu cấp bãi săn, hội tụ chư giới thiên kiêu, tiến hành một hồi tàn khốc lớn sàng lọc, đồng dạng cũng là vì chọn lựa càng có thiên phú đệ tử. Chúng ta bây giờ đi săn, chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi." Trần Mộc cười nhạt một tiếng, kia đối con mắt màu đen bên trong ẩn ẩn tản ra một chút lạnh thấu xương chiến ý nói đến cái này thánh dương sơn hắn không thể quen thuộc hơn nữa trước kia hắn chính là ở đây cùng rất nhiều thái cổ đế tộc thiên kiêu tiến hành sau cùng tranh giành tranh hùng lúc này mộc dung nguyệt cũng mở miệng nói nguyên bản chúng ta phải tội trương khôi lấy ra hỏa này có thù tất báo tính tình tuyệt đối thì sẽ không buông tha chúng ta mà sở dĩ đến bây giờ còn không có động tính, hơn phân nửa là tại thánh dương sơn chờ lấy chúng ta đến lúc đó hắn đoán chừng là muốn cầm chúng ta tiến hành lập ua Nghe vậy, cơ thanh cùng chu vũ thông sắc mặt, cũng là trở nên có chút cứng ngắc, nguyên lai tưởng rằng lấy được triều thánh ấn ký, bọn hắn đã có thể gối cao không lo, lại không nghĩ rằng, lại còn cần đến cái kia thánh dương sơn. Nghĩ đến trương khôi lại ở chỗ này chờ lấy bọn hắn, cơ thanh cùng chu vũ thông liền cảm thấy có chút tê cả ra đầu. Không có việc gì, ta đã nói rồi, xảy ra chuyện ta tới khiêng, ta sẽ không nuốt lời. Trần Mộc cười nhạt một tiếng, tiếp lấy, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương hướng xa xôi, nói, đi thôi, chúng ta nên đi gặp một lần chưa hùng, hắc ám tuyệt vực, khu vực trung tâm Bắc Bộ. Đây là một mảnh bát ngát núi nguyên, núi nguyên hiện ra màu nâu đỏ, liếc nhìn lại, giống như là tận thế phía dưới liên miên vô tận kề cận cái chất khu vực, khắp nơi đều tràn ngập hoang vô cùng đổ nát khí tức. Mà giờ khắc này, mảnh này màu nâu đỏ núi nguyên bên trên lại cũng không bình tĩnh, có phong bạo tàn phá bừa bãi lấy, cuồng bạo vô song năng lượng ba động giống như cuồn cuộn như hồng thủy, cuồn cuộn mở ra, từng vòng đánh thẳng vào chung quanh hư không cùng vách núi, cát vàng đầy trời, bụi mù lượn lờ, ánh mắt đều trở nên mông lung, mà tại cơn bão táp này tàn phá bừa bãi phần cuối cũng không phải là tự nhiên mà thành mà là tại một phen đại chiến kịch liệt sau đó chỗ di lưu đi ra ngoài dư ba ánh mắt thăm dò vào ở đó xa xôi phần cuối chỗ có một phen đại quy mô chiến đấu cùng liều chất chỉ thấy trên bầu trời có từng đạo thân hình cao lớn bóng người đứng sừng sững lấy bọn hắn thân thể vĩ ngạn tướng mạo tuấn tú quanh thân tinh quang lóe lên bàng bạc linh lực từ quanh thân bao phủ đi ra cuối cùng hội tụ thành vô số cường đại công phạt thủ đoạn hướng về phía trước đại địa oanh kích mà đi oanh oanh tại cái này đại chiến kịch liệt phía dưới đại địa run rẩy có từng đạo vực sâu một dạng cái khe to lớn giống như lạch trời giống như xuyên qua đến cuối tầm mắt mà tại trong núi kia nguyên rõ ràng có một chút thân ảnh chật vật tránh né cùng phòng ngự lấy những bóng người này số lượng cũng không ít ước chừng đạt đến trăm người quy mô xem như một cái không nhỏ liên minh nhưng mà vây quanh hắn nhóm người cũng bất quá chỉ là mười mấy người tại trong số người này hoàn toàn không ngang nhau vây quét cái kia bách nhân đội ngũ liên minh không chỉ có không thể chiếm được một tia tiện nghi ngược lại còn bị đánh liên tục bại lui Giống như vậy đại quy mô chiến đấu, tại bây giờ khu vực hạch tâm đã không tính hiếm thấy, nhưng giống như vậy lấy ít thắng nhiều chiến cuộc, lại là rất ít gặp. Mà tại cái này cuồng phong sen lẫn khói lửa tàn phá bừa bãi núi nguyên phần cuối, có mấy đạo thân ảnh đứng ở bên trên bầu trời, trong đó người cầm đầu là một đạo cao ngất trẻ tuổi thân ảnh, hắn màu da trắng nõn, tướng mạo tuấn giật, người mặc một bộ trắng noãn quần áo, phảng phất là từ khe núi trong thanh tuyền đi ra tiên linh giống như, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí chất siêu phàm thoát tục, để cho người ta ánh mắt nhịn không được một mực dừng lại ở trên người hắn mà giờ khắc này hắn đang hai tay ôm ngực khuôn mặt buông xuống khóe miệng ngậm lấy một vòng trêu tức nụ cười nhìn phía dưới chiến đấu giống như là tại đem trận này thực lực khác xa chiến đấu làm thành một loại làm vui trò chơi giống như người này chính là tới từ linh lung thần tước tộc hoa kinh phi xem như thiên bảng thứ hai cường giả hắn có làm người tuyệt vọng thực lực kinh khủng cũng có vô số tùy tùng những thứ này tùy tùng độ trung thành cũng không so trương khôi hoàng kim liên minh kém hoa ca chờ đem bọn ra hỏa này giải quyết đi sau đó lại lấy được bọn hắn triều thành ấn ký đến lúc đó ngài triều thánh ấn nói không chừng còn có cơ hội xông lên thiên bảng đệ nhất thứ tự tại hoa kinh phi sau lưng một cái thanh niên ánh mắt nhìn về phía phía trước chiến trường nhếch miệng lên một vòng đường cong hướng về phía hoa kinh phi tôn kính đạo trải qua khoảng thời gian này đi săn thu hoạch của bọn hắn cũng là có chút nổi bật so với trương khôi cùng tiêu thiên hoa kinh phi tùy tùng càng nhiều cái này không chỉ có là bởi vì thực lực của hắn đủ mạnh càng nhiều là bởi vì hắn chiếm cứ lấy thiên bảng thứ hai xương hào huống hồ bây giờ còn có thiên bảng thứ ba áo bảo đen thiếu nữ gia nhập vào chỉ dựa vào cái này hai đại siêu cấp cường giả liền có thể tại hắc ám tuyệt vực tạo thành không có gì sánh kịp lực trấn nhiếp sung kích thiên bảng đệ nhất sao nhưng mà hoa kinh phi nghe vậy lại là lắc đầu nở nụ cười nói các ngươi có phần đối với thiên bảng đệ nhất quá mức khinh thị cứ việc chúng ta trước mắt thu hoạch rất nổi bật nhưng cùng thiên bảng đệ nhất còn có tranh lệch không nhỏ đâu hắn cùng chúng ta căn bản cũng không phải là một cái cấp độ bên trên nhân vật sau lưng thanh niên nao nao hiển nhiên là không ngờ rằng hoa kinh phi sẽ như vậy không có lòng tin không khỏi nhíu nhíu mày hỏi lão đại cái này thiên bảng đệ nhất thật sự có mạnh như vậy sao hoa kinh phi khẽ thở dài nói cứ như vậy nói đi ta ở trước mặt hắn sống không qua mười chiêu sau lưng thanh niên khuôn mặt lộ ra khó mà lời phục vẻ khiếp sợ hắn xa xa không nghĩ tới xem như thiên bảng thứ hai hoa kinh phi thế mà tại thiên bảng đệ nhất trước mặt người này không có nửa phần lòng tin có thể nói mười chiêu là khái niệm gì đây hoàn toàn là một loại sườn đồi thức nghiên ép Tóm lại, chúng ta cũng không cần đi cố ý tương đối cái gì, lấy tên kia tính tình, chỉ cần chúng ta không đi chiêu chọc đến hắn, hắn cũng sẽ không chủ động tới đối phó chúng ta. Hoa Kinh Phi nói, tại hai người nói chuyện ở giữa, chiến đấu phía trước cũng tiến hành đến giai đoạn kết thúc, chỉ thấy cái kia hơn 10 người, cơ hồ là lấy một loại quét ngang toàn trường tư thái, đem cái này khoảng trăm người liên minh, toàn bộ đều quét sạch ra ngoài. Cuồng phong đột khởi, cuồng bạo vô song năng lượng ba động, ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi ra, cái kia chừng trăm đạo quang ảnh trực tiếp là giống như như đạn pháo, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, rớt xuống đất, chật vật không chịu nổi. Kết thúc vẫn rất nhanh, Hoa Kinh Phi nhếch nhếch miệng, khuôn mặt cũng đi theo lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Không lâu lắm, cái kia mười mấy đạo thân ảnh, liền đem Triều Thánh ấn cho góp nhặt đi lên, tiếp lấy, bọn hắn đi tới Hoa Kinh Phi trước người, cung kính đem Triều Thánh in lên nộp ra. Hoa Kinh Phi không có khách khí, đem những thứ này Triều Thánh ấn đều thu vào, cùng Trương Khôi một dạng, hắn cũng có ban thưởng một chút Triều Thánh ấn xuống đi, hắn ăn thịt, người phía dưới đi theo ăn canh. Hàn cô nương, những thứ này cho ngươi, Hoa Kinh Phi rất rộng rãi, đem chính mình lấy được Triều thánh ấn lấy ra một nửa, đưa cho bên cạnh vị này hắc bào nữ tử, nhưng mà, hắc bào nữ tử lại lắc đầu, nói, không cần, những thứ này chính ngươi giữ đi, ta muốn mà nói, ta sẽ tự mình đi đi săn. Hoa Kinh Phi cười cười, cũng không có tiếp tục kiên trì. Nghe nói Trần Mộc gần nhất đắc tội Trương Khôi bọn người, Trương Khôi đã đối với Trần Mộc xuống tất sát lệnh. Hoa Kinh Phi đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt của hắn thời. Khác đều đang để ý áo bảo đen thiếu nữ thần sắc biến hóa, chỉ thấy áo bảo đen thiếu nữ giấu ở tay áo bên trong tay ngọc, hung hăng run một cái, nhưng rất nhanh, liền khôi phục bình tĩnh. Sau đó thì sao, kết cục như thế nào? Áo bảo đen thiếu nữ hỏi, hoa kinh phi thu hồi ánh mắt, cười nhạt nói còn không có kết cục đâu, trương khôi dự định tại Thánh Dương Sơn chi chiến chung hạ tay, bây giờ hai người còn chưa chân chính chạm mặt. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng đi Thánh Dương Sơn A. Nghe vậy, áo bảo đen thiếu nữ nói thẳng, đây vẫn là số rất ít, hắn chủ động làm ra quyết đoán. Hảo, bây giờ rất nhiều người đều đuổi hướng về thánh dương sơn ngay cả thiên bảng đệ nhất người kia cũng xuất động chúng ta chính xác cũng không cần thiết ở đây dừng lại hoa kinh phi cười cười ánh mắt thời khắc đều chú ý tới áo bảo đen thiếu nữ hắn phát hiện chỉ cần là liên quan tới trần mộc tên này đến từ thái cổ vô tộc thánh nữ tựa hồ cũng phá lệ chú ý có thể quan hệ giữa hai người so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không quá phổ thông chúng ta đi thôi hoa kinh phi cười nhạt một tiếng tiếp lấy hắn rất tự nhiên thì đi dắt áo bảo đen thiếu nữ tay ngọc nhưng mà đối phương giống như là phát giác ra không trong lúc lờ đáng liền tránh ra Hoa Kinh Phi tay, đồng thời bình tĩnh nói, đi thôi. Sau đó, nàng thân hình khẽ động, cũng không để ý Hoa Kinh Phi ánh mắt, tự mình hướng về trên bầu trời lao đi. Hoa ca, tại Hoa Kinh Phi thân sau, tên kia đi theo tiểu đệ nhíu nhíu mày, thần sắc mang theo một chút không vui, Hoa Kinh Phi đối với tên này thái cổ vu tộc thánh nữ, là dạng gì tâm tư, tất cả mọi người đều là quá rõ ràng, nhưng mà nữ nhân này, lại chậm chạp không lĩnh tình. Thôi, không quan hệ, Hoa Kinh Phi hít mắt vẫn như cụ âm áp đạo, chỉ là ai cũng không có phát giác được, tại hắn cái kia ôn hòa dưới bề ngoài, lại rất thất dấu lạnh thấu xương hẳn ý. Là bởi vì Trần Mộc sao, nội tâm của hắn đánh giá lấy, có một chút dấu diếm phong mang tại đáy mắt lấp lóe, tiếp lấy, hắn phất phất tay, liền mang theo những người còn lại, bắt đầu khởi hành, hướng về hắc ám tuyệt vực chỗ sâu nhất khu vực mau chóng vút đi. Tại Hoa Kinh Phi bọn người khởi hành thời điểm, những nơi khác cũng là có đếm không hết quang ảnh, hướng về hắc ám tuyệt vực chỗ sâu nhất chạy tới, trận này liên quan tới triều thành ấn ký đi săn, Thánh Dương Sơn không thể nghi ngờ là tối thu ánh mắt người, bởi vì nơi đó là sau cùng chỗ khảo hạch, mấu chốt nhất chính là trận này triều thánh chi chiến tràn ra cường đại thiên kiêu, cũng sẽ ở nơi đó hội tụ, nơi đó xem như hắc ám tuyệt vực sau cùng một cái người dự thi điểm tụ tập. Tại tất cả mọi người đều đuổi lỗ lúc, Trần Mộc mấy người cũng đồng dạng không có làm dừng lại quá lâu, tại ước chừng hơn nửa tháng thời gian sau, bọn hắn chạy lướt qua thân hình, cũng cuối cùng từ từ ngưng xuống, cuối cùng hơi nghiêng người đi, đứng tại một tòa núi nhỏ sườn núi phía trên, tiếp lấy, ánh mắt của bọn hắn liền đều không hẹn mà cùng nhìn phía phía trước. Ở đó phía trước chỗ, là một mảnh giống như đại địa sống lưng một dạng nguy nga cự sơn, tòa này cự sơn là lấy chín tòa đại sơn vần quanh, chắp lên sau đó hình thành to lớn cự vật, kỳ diện tích rộng, không thể tả được, từ xa nhìn lại, giống như là chín đầu thái cổ hung thú chồng đứng ở cùng một chỗ, hình thành tình cảnh tráng quan. Tại cái này Thánh Dương Sơn đỉnh, có không cách nào hình dung bằng bạc thánh dương chi lực bao phủ ra, toàn bộ thiên địa đều giống như bị loại này thánh dương chi lực cho phủ lên trở thành sáng chói kim hoàng sắc đầy trời dòng lũ tạo thành vạn má bồn đằng chi thế từ cái này cao không thể chạm đỉnh phía trên chút xuống làm cho cái này thánh dương sơn phụ cận đều giống như hoàng kim chỗ đúc thành giống như tản ra rực rỡ rượu nhật ánh sáng lộng lẫy nơi này chính là một ca như lời ngươi nói thánh dương sơn sao cơ thanh kinh ngạc nhìn tòa này cơ hồ cắm vào vân tiêu chi đỉnh giống như chín thú hợp nhất huyền bí sơn nhạc đáy mắt cũng là dần dần hiện ra nóng bỏng chi sắc nỉ non nói tại cơ thanh bên người chu phố thông cùng mục dung nguyệt bọn người cũng là sắc mặt nổi lên chấn động chi sắc Đi qua cái này đem gần nửa năm dài tranh giành tranh hùng, trận này chiều thánh chi chiến, cũng cuối cùng đã tới cao triều nhất giai đoạn kết thúc, bọn hắn cũng rốt cuộc đã tới chiều thánh chi lộ cuối cùng chi địa. Ha ha ha, trong truyền thuyết Thánh Dương Sơn, chúng ta cuối cùng đã tới. Tại ngọn núi nhỏ này sườn núi chung quanh, có một mảnh man hoang rừng rậm, mà giờ khắc này, từ cách xa chân trời có vô số đạo quang ảnh phô thiên cái địa cực nhanh mà đến, cuối cùng như Trần một bọn người một dạng, cũng là rơi vào ngọn núi nhỏ này sườn núi cùng với trên cành cây ánh mắt mang theo cuồng nhiệt, một số người càng là nhịn không được lên tiếng cười như điên. Có thể đi đến nơi này, không khỏi là đã trải qua một phen tinh phong huyết vũ đại chiến, thậm chí có rất nhiều lần cũng là bồi hồi ở biên giới tử vong, cuối cùng mới có thể đến ở đây, cực kỳ không dễ dàng. Bây giờ, có càng ngày càng nhiều cường giả từ bốn phương tám hướng chạy tới, cuối cùng ở mảnh này man hoang trong rừng rậm hạ xuống, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa cũng là vang lên xôn xao sôi trào thanh âm. Những cái kia màu vàng dòng lũ là cái gì? Lúc này, Mộc Dung Nguyệt cũng phát hiện được một chút kinh ngạc chỗ, đôi mắt đẹp ngậm lấy vẻ kinh ngạc chi sắc, nhìn về phía Trần Mộc, hỏi. Đó là Thánh Dương chi lực, trước kia Thánh Dương tôn giả cùng người run rẩy sau đó, chỗ di lưu xuống, mãi đến hôm nay, cũng chưa từng tiêu tan, uy lực tương đương kinh khủng, giống như vạn lãng lao nhanh, chỉ có bước vào linh đạo cảnh trở lên cường giả, mới miễn cưỡng có thể chống cự, mà tất cả người leo núi, đều nhất định không thể tránh phải thừa nhận ở đây Thánh Dương chi lực xung kích, mới có thể đăng đỉnh. Trần Mộc giải thích nói, Thánh Dương tôn giả, là thái cổ thời kỳ một vị cường giả đỉnh cao, tại trước kia đã từng chế tạo qua từng cái bất hủ thần thoại cùng truyền thuyết, trở thành nổi tiếng nhân vật, dù cho là tại sau khi hắn chất mấy chục năm vạn năm sau đó, cái này Thánh Dương Sơn vẫn không có hiện ra xu hướng suy tàn, ngược lại cái kia cổ Thánh Dương chi lực còn càng cuồng bạo. Thánh Dương chi lực sao? Mộc Dung Nguyệt đôi mắt đẹp trở nên ngưng trọng lên, cứ việc nàng là một vị linh đạo cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng đối mặt với cái này Thánh Dương chi lực, vẫn là cảm nhận được cường đại uy hiếp. Xem ra, lần này hội tụ Chí Thánh Dương Sơn nhân số cũng không thiếu a. Chu Vũ Thông ánh mắt nhưng là quét về chung quanh, cảm ứng đến cái kia từng đạo tản ra cường hoành linh lực ba động quang ảnh, hắn đôi mắt cũng nổi lên vẻ ngưng trọng, có thể đến đến nơi đây mà đến, mỗi một vị đều xem như trải qua thiên truy bách luyện người. Có lẽ là tại bực này không khí phủ lên phía dưới, cơ thanh cũng biến thành chiến ý hùng hồn, ánh mắt lộ ra nóng bỏng chi sắc, nói, "Mộc ca, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?" "Không cần làm như thế nào, chỉ cần chờ, chờ Thánh Dương Sơn chính thức mở ra." chạy tới nơi này người đều biết tiến vào tòa này trong thánh dương sơn tiến hành sau cùng chớm dứt tiếp đó mới có thể có tư cách bước vào viễn cổ thánh địa ở đây xem như đối với chúng ta cuối cùng một đạo khảo nghiệm câu trả lời này cũng không phải là đến từ trần mộc mà là từ phía sau phương hướng truyền tới lúc này trần mộc đám người ánh mắt cũng là hướng về sau lưng nhìn lại tiếp lấy bọn hắn liền gặp được một đạo thân mang thanh bảo đàn ông tuấn giật đứng ở sau lưng bọn họ thanh bảo điêu văn lấy không thiếu tuyệt đẹp hoa văn tại trong cuồng phong bay phất phới khí thế hùng hồn có một loại bế nghĩa thiên hạ phong thái, để cho người ta nhìn đến một mắt, cũng nhịn không được lòng sinh kính sợ. Tiêu tiêu thiên, tại nhìn thấy người này, chủ vô thông thân tử hung hăng khẽ run rẩy ngay cả lời đều nói phải không lưu loát đứng lên. Người tốt, Trần Huynh, ta gọi tiêu thiên, đến từ hồng long của tộc. Tiêu thiên chủ động hướng Trần Mộc đưa tay ra, đồng thời làm đơn giản tự giới thiệu. Trần Mộc hơi có chút kinh ngạc, tiếp lấy, hắn khuôn mặt liền lộ ra một nụ cười, đồng dạng đưa tay ra, cùng nắm chặt lại, mở miệng nói, người tốt giữa hai người không phải lần đầu tiên gặp mặt, tại vạn khôi thành trong buổi đấu giá, cùng với tại vạn khôi thành bên ngoài cửa thành chỗ, hai người đều xem như thấy qua, chỉ có điều, lúc trước hai lần trong lúc gặp mặt, hai người cũng không có cái gì quá nhiều gặp nhau. Bất quá, Tiêu Thiên rất vui vẻ thưởng Trần Mộc, có thể từ không bối cảnh chút nào tầng dưới chót bên trong rất đi lên ngoan nhân, hắn luôn luôn đều tương đối bội phục, cho nên cũng lòng sinh giao hảo chi ý. Trần Huynh chi danh, gần nhất nghe số lần rất nhiều, đã không thua gì chúng ta những thứ này thái cổ đế tộc, hôm nay có may mắn quen biết. Tiêu Thiên cười nhạt một tiếng, hướng về phía Trần Mộc Ôm Quyền. Hư danh thôi, cùng các người những thứ này thái cổ đế tộc thiên kiêu so sánh, ta những thứ này danh tiếng không đáng giá nhắc tới. Trần Mộc Đạo, hắn lời này không phải khen tặng, hắn biết, nếu là đơn thuần danh tiếng cùng với lực ảnh hưởng đến xem, những thứ này thái cổ đế tộc thiên kiêu, từ đầu đến cuối đều tại tất cả mọi người tộc phía trên. Cùng Thanh Huy đôi mắt đẹp, cũng là kinh ngạc quan sát một chút Tiêu Thiên, cùng là thái cổ đế tộc, nàng có thể cảm thấy được, Tiêu Thiên tại cùng húc dưới bề ngoài cũng là có làm cho tất cả mọi người cũng không dám khinh thường kinh khủng bản sự. Nghĩ đến mực này nhân vật, không ra tay thì thôi, vừa ra tay cũng là đủ để chấn kinh tất cả mọi người. Cái này Thánh Dương Sơn là đáng mặt ngọa hồ càng long chi địa, phía trước tất cả ngủ đông điệu thấp người, cũng sẽ ở bên trong Thánh Dương Sơn này hiển lộ ra, đến lúc đó, liền chúng ta thái cổ đế tộc đều sẽ có chút áp lực, dù sao, trước kia ở đây đã từng trôn qua không ít thái cổ đế tộc thiên kiêu, hy vọng đến lúc đó có thể không cùng Trần Huynh đi ở cùng một cái trên đường đua. Tiêu Thiên cười nói, Thánh Dương Sơn là từ 9 tòa viễn cổ cự sơn tạo thành, có thể xương hắc ám tuyệt vực bên trong đệ nhất cao phong, trong đó có 9 đầu đại đạo có thể thông hướng về đỉnh núi, ở vào cùng một cái đường đua giả, cũng là thuộc về địch nhân, dù sao ai cũng muốn đối phương triều thành ấn, ở đây, đồng dạng không nhìn quá trình, chỉ nhìn kết quả. Ai có thể sống sót đi đến Thánh Dương Sơn đỉnh, còn có thể duy trì triều thành ấn ký không bị cướp, ai liền có tư cách bước vào viễn cổ trong thánh địa tu hành. Tiêu huynh khách khí, nếu như chúng ta cùng một chỗ một đầu đường đua, ngược lại là hy vọng Tiêu huynh nhiều tha thứ mới là. Trần Mộc ôm quyền, đối phương khiêm tốn như vậy đối xử mọi người, Trần Mộc tự nhiên cũng sẽ không lấy ác chào đón. Tiêu Thiên cười cười, ánh mắt hơi hơi nheo lại, ngẩng đầu nhìn về phía tòa này giống như hoàng kim chỗ đúc thành viễn cổ sơn nhạc, nói, ở đây ngọa hổ tàng long, rồng rắn lẫn lộn, đủ loại phức tạp âm u nhân tính, cũng sẽ ở ở đây diễn ra, ai cũng không xác định bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Ngươi nói đúng a, à, Trần huynh, cái gọi là nhân tâm, đáng sợ nhất, nhất là tại trong cái này hắc ám tuyệt vực, vì có thể bước vào viễn cổ thánh địa cái gì âm u thủ đoạn đều có thể triển khai ra được, dù cho là người thân nhất người, cũng là có khả năng phản bội. Trần Huynh, cẩn thận nhiều là hơn, tiêu, thiên khóe miệng ngậm lấy một vòng cười khẽ, ánh mắt không đếm xỉa tới xẹt qua chu vũ thông mộc dung nguyệt bọn người, tiếp lấy liền hướng về phía Trần Mộc ôm quyền, đi thẳng về phía trước. Phía sau hắn, đồng dạng đi theo không thiếu tùy tùng, ánh mắt của bọn hắn đồng dạng rơi vào Trần Mộc trên thân, trong khoảng thời gian này, Trần Mộc danh hào cũng coi như là cực kỳ vang dội, đối với cái này cường giả, bọn hắn cũng đồng dạng ôm lấy một chút kính sợ đợi cho tiêu thiên một đoàn người sau khi đi chú vũ thông vừa mới thật dài nhổ ngụm chọc khí cười khổ nói ra hỏa này cho người cảm giác áp bách là không có chút nào so trương khôi còn muốn yếu a à. tiêu thiên trong khoảng thời gian này đến nay mặc dù không có cùng người động thủ một lần nhưng cũng là thiên bảng thứ bảy ngoan nhân mộc dung nguyệt nói cùng là thái cổ đế tộc thiên kiêu tiêu thiên thực lực rõ ràng cũng không so trương khôi kém bao nhiêu chỉ có điều so với trương khôi tiêu thiên ngày bình thường làm việc tương đối là ít nổi danh mặt ngoài cũng càng ôn hòa để cho người ta thân cận bá mà liền tại lúc này, đột nhiên trên bầu trời có một đạo cuồng phong gào thét mà qua ông Minh Chi Thanh chuyển đến, lúc này, ánh mắt mọi người đều hướng lên phía trên nhìn qua, chỉ thấy mấy chục đạo quang cầu vòng xé rách trường không, lấy như lôi đình tốc độ cực nhanh mà đến, cuối cùng rơi tới cái này man hoang rừng rậm khu vực trung tâm. Khi cái này mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện thời điểm, trương khôi tới, một dung nguyệt đại mi nhíu chặt, linh lung giống như uyển chuyển thân thể mềm mại cũng là hung hăng run lên, hoảng sợ nói. Chỉ thấy tại cái này mấy chục đạo quang cầu vòng phía trước, có một cái thân thể cao ngất thân ảnh đứng vững, hắn mặc một bộ giống như liệt hỏa tưới nước lên đáng chú ý áo bào đỏ, nóng bỏng nhiệt độ, hướng ra phía ngoài càng không ngừng phát ra, rực rỡ chói mắt, sau lưng mọc ra một đôi thiên bằng một dạng hai cánh, bao trùm xuống lúc che khuất bầu trời, nhiều một loại lật úp toàn bộ thế giới thần uy cảm giác, uy thế nhiếp nhân tâm phách, để cho người ta sợ hãi. Bây giờ, ánh mắt mọi người cũng là tràn ngập vẻ kính sợ nhìn qua đạo thân ảnh này, đáy lòng tràn ngập vẻ kinh hãi, so với tại Vạn Khôi thành đấu giá hội lúc khí chàng bây giờ trương khôi cho bọn hắn cảm giác không thể nghi ngờ mạnh hơn cử nhân tương kiến hết sức đỏ mắt nhưng mà ngoài người ta dự liệu chính là trương khôi ánh mắt tại phát hiện được trần mộc sau đó cũng vẻn vẹn chỉ là đáy mắt triển lộ ra một tia thuần túy sát cơ nhưng cũng không có gấp gáp động thủ dường như đang hắn xem ra trần mộc lấy một kẻ linh đạo cảnh thực lực bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép thôi không lâu sau đó hoa kinh phi cũng tới xem như linh lung thần tước tộc hắn đến đồng dạng đưa tới oanh động cực lớn trong đám người Hoa Kinh Phi thân mặc một bộ lam y, không nhiễm trần thế, tựa như là từ khe núi trong thanh tuyền đi ra tiên linh, toàn thân tản ra khí chất cao quý, thanh tú mà xuất trần. Ánh mắt rất nhiều người đều rơi vào trên người hắn, lộ ra vẻ kiêng rẻ, cho dù là liền trương khôi dạng này kiêu căng khó thuần người, lúc nhìn thấy hắn, đồng dạng nhíu nhíu mày, cũng không dám khinh thị hắn. Trên bầu trời, quang ảnh từng trận, vô luận là trên địa bảng cường giả, vẫn là trên thiên bảng rất nhiều thiên kiêu, đều nhất nhất đã tới, mỗi người cái chán cũng là quang hoa dạng rỡ, có được không tầm thường chiều thành ấn ký, đây là một hồi long tranh hổ đấu so đấu cũng là triều thánh chi lộ chung cuộc chi chiến phàm là tự nhận có mấy phần thực lực người toàn bộ hội tụ đến đây người càng ngày càng nhiều hơn nữa bây giờ trên cơ bản cũng là cường giả cơ thanh nhìn xem chung quanh một màn này đáy mắt lập lòe vẻ mặt ngưng trọng xem như chung cuộc trận chiến thánh dương sơn còn chưa chính thức mở ra nhưng hắn vẫn đã ngửi được không an tĩnh trước khi mưa bão tới khí tức vù vù cũng chính là tại lúc này có vô số thân phi kiếm vạch phá thương khung xuất hiện ở mảnh man hoang này rừng rậm trên bầu trời Tại những này trên phi kiếm đều biết đứng vững một chút thân ảnh. Bọn hắn mặc một bộ viễn cổ thánh địa trang phục, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn ở giữa, tràn ngập nồng nặc uy nghiêm, có một cỗ cực đoan cảm giác áp bách mạnh mẽ, từ đám bọn hắn thể nổi quét sạch mà ra, càng là làm cho nguyên bản ồn ào náo động Thánh Dương Sơn chung quanh trở nên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều nổi lên vẻ kính sợ nhìn xem cái này bốn bóng người, từ cái này bốn bóng người mặc trên người lấy trang phục ở giữa, có thể phân rõ được đi ra, cái này một số người cũng là viễn cổ thánh địa phái tới người. Trong đó có một đạo thân ảnh Trần Mộc cũng không lạ lắm, chính là Tống Trác. Hắc ám tuyệt vực minh mông vô ngần, nguy hiểm trọng trọng, chư vì có thể đến nơi đây, đã chứng minh năng lực của các ngươi, bất quá, viễn cổ thánh địa chọn người, cực kỳ nghiêm ngặt, dù cho là ký danh đệ tử, cũng nhất định phải là thiên tài bên trong tinh anh, chỉ có những thứ này kiệt xuất nhất người mới xứng với vào ta viễn cổ thánh địa chi môn. Giữa không trung, đứng ở ở giữa chỗ một đạo thanh niên thân ảnh, đứng dậy, hắn tiếng như hồng lôi, giống như viễn cổ phản âm giống như, ở trong thiên địa ùng ùng vang dội, cái này thánh dương sơn là các ngươi sau cùng khảo nghiệm cũng là thuộc về triều thánh lộ trung cuộc chi chiến chỉ cần các ngươi có thể vượt qua thánh dương sơn đến đỉnh phong ai liền có tư cách bước vào viễn cổ thánh địa chi môn nghe vậy dưới trận rất nhiều cường giả cũng là mặt lộ vẻ vẻ kích động cái này gần tới một năm đã qua bọn hắn chịu đựng vô số sinh tử ma luyện vì không phải liền là có cơ hội đặt chân viễn cổ thánh địa sao mà giờ khắc này cái này viễn cổ thánh địa chi môn cuối cùng là gần trong gang tấc chỉ cần dựa theo tên này thanh niên nam tử nói tới leo lên thánh dương sơn đỉnh phong bọn hắn liền có thể chân chính xem như viễn cổ thánh địa người, cái này làm sao không để cho người ta kích động. Dù cho là đến từ thái cổ đế tộc thiên bảng cường giả, đều đáy mắt lộ ra nóng bỏng chi sắc, thái cổ đế tộc tài nguyên vô cùng to lớn, nhưng cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách hưởng thụ, vì giành được nhiều tư nguyên hơn, viễn cổ thánh địa lại là một đầu có lợi vô cùng đường đua. Ta mặc kệ các ngươi sử dụng loại thủ đoạn nào, triều thánh chi lộ, chỉ nhận kết quả, không nhìn quá trình. Thanh niên nam tử lần nữa cường điệu, mảnh này thánh dương sơn dưới chân, xôn xao âm thanh lại độ sôi trào lên trần mộc ánh mắt đảo qua cái này một số người đáy lòng cũng là thầm than dù cho là lần nữa tham gia triều thánh lộ vẫn như cô có thể cảm nhận được viễn cổ thánh địa bàng bạc mị lực dù cho là tại cái này điều kiện hà khắc phía dưới vẫn như cũng đủ để cho người thiêu thân lao đầu vào lửa quên sống chất đi giành được một phần cơ duyên đột nhiên ồn ào náo động man hoang rừng rập hư không bắt đầu run rẩy có một đạo bóng người từ bầu trời phía trên dạo bước mà đến mỗi một bước rơi xuống đều sẽ có một mảnh đạo ngân xuất hiện cái này tỏa thánh dương sơn dưới chân càng là dáng xuống ngàn vạn đạo thủy thải, có đại đạo phản âm đang cùng gieo vang. Toàn trường tất cả mọi người ai cũng biến sắc, xem như người dự thi, người này lại dám vượt qua vô số cường giả, xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, người nào dám như thế chi cuồng. Cái này không thua gì muốn đem tất cả người dự thi đều dẫm ở dưới chân A. Dù cho là thái cổ đế tộc thiên kiêu, cũng không dám có cuồng như vậy thời điểm A. Rốt cuộc đã, đến sao, trương khôi cùng hoa kinh phi bọn người, đều sắc mặt trở nên khó coi, như đối mặt sinh tử đại địch giống như, sau lưng lông tơ đều không tự chủ dựng ngược, có một loại nguy hiểm tới gần cảm giác. Đạo thân ảnh này, từ xa nhìn lại bất quá hơn 20 tuổi, hắn đi qua bầu trời, mỗi một bước rơi xuống đều rất phẳng trì hoãn, nhưng mỗi một lần cước bộ rơi xuống đều rất kinh người, có đạo âm đang cùng gieo vang, có ngàn vạn điểm lành chi khí đang lượn lờ, cả tòa thánh dương sơn đều là hắn mà nhịp đập lấy. Hắn là ai? Cơ thanh ánh mắt nhìn về phía bầu trời, nội tâm có chút rung động, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, người này kiệt ngạo trình độ, không giống như trương khôi thấp, người này tu vi, không giống như hoa kinh phi kém nhất là làm hắn lúc xuất hiện toàn trường sôi trào cảnh tượng càng là trở nên lặng ngắt như tờ thiên bảng đệ nhất không chất thần độc bạch ngữ đường mục dung nguyệt mặt tuyệt mỹ gò má cũng lộ ra vạn phần vẻ mặt ngưng trọng dù cho là đối mặt với trương khôi cùng hoa kinh phi bọn người cũng không thấy nàng dạng này thận trọng cùng kính sợ nghe vậy cho dù là luôn luôn yên tĩnh đạm bạc cùng thanh huy bây giờ đều lộ ra biểu tình khiếp sợ có chút không thể tưởng tượng càng có chút không thể tin được không chất thần độc liền vẹn vẹn là bốn chữ này liền giống như một tòa núi lớn giống như, ép tới tất cả mọi người đều không thở nổi, từ xưa đến nay, sừng sững ở vạn tộc phía trên thái cổ tám tộc, mãi mãi cũng khoác có một tầng sắc thái thần bí, mà cái này không chất thần tộc, chính là thái cổ một trong bát đại trùng tộc. Không nói người này có dạng thực lực gì, liền vẹn vẹn là cái này huyết mạch chi lực, cũng đủ để cho tất cả mọi người lòng sinh cảm giác vô lực. Không chất thần tộc người, làm sao lại ở đây? Cùng Thanh Huy phát ra khiếp sợ chất vấn, thái cổ bát đại trùng tộc, mỗi một cái cũng là có được minh mông lịch sử, cùng vĩnh hằng bất hủ nội tình, bọn hắn tương đương tự phụ, quan sát minh mông thiên địa, cần gì phải gia nhập vào một cái viễn cổ thánh địa trong, tiến hành tu luyện. Mục Dung Nguyệt lắc đầu, nói, không rõ ràng, nhưng đây là ta từ chiều thánh trên tấm bia nhìn thấy, sẽ không có sai, liền Hoa Kinh Phi cùng Trương Khôi Nhân vật như vậy, đều tại trước mặt chỉ có thể coi là tôm tép nhãi nhép thôi. Nghe vậy, mặt của mọi người sắc đều lộ ra một chút động dung, bất quá cũng chính xác, liền vẻn vẹn là huyết mạch chi lực mà nói không chất thần tộc liền có thể vững vàng áp chế lại cái gì linh lung thần tức tộc cùng hoàng kim thiên bằng tộc giữa hai bên thậm chí căn bản cũng không ở trên một cái cấp độ tên này trẻ tuổi thanh niên tướng mạo không coi là bao nhiêu anh tuấn nhưng hắn cho người khí thế lại giống như thần minh đồng dạng hắn như lên thiên khuyết giống như một bước một đạo ngấn từ thiên môn một chỗ khác đi tới có vạn thải hào quang đem hắn bao phủ khói hà bốc hơi nửa bầu trời đều bị hắn cái kia minh mông khí huyết nhiễm đỏ chấn động thiên địa bây giờ tất cả mọi người đều chỉ lộ ra không thể lời phục vẻ kinh hãi kinh ngạc nhìn cái này một vị giống như thần minh một dạng thanh niên, từ trên người hắn, đám người thậm chí sinh không nổi chút nào chiến đấu chi tâm, chỉ muốn thần phục dưới chân hắn. Có ý tứ, Trần Mộc nhìn thấy một màn này, khóe miệng đồng dạng khơi gợi lên một vòng cười khẽ đường cong, chiều thánh lộ mở ra nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thái cổ bát đại trùng tộc nhân vật đến đây tham gia, thái cổ tám tộc, vẫn luôn là lấy thần bí danh, ngoài chứ danh ngoại trừ tại thái cổ tuế nguyệt có lưu truyền bọn hắn truyền thuyết tới hôm nay đã không có bao nhiêu người gặp qua thái cổ tám tộc người xuất hiện thế bởi vậy có thể thấy được, một hồi thời đại hoàng kim đại thế chi tranh, thật sự lại tới. Bạch ngữ, đường tới chậm, còn xin chư vị chớ nên trách tội. Tất cả mọi người đều đứng ở man hoang dưới rừng rậm, chỉ có một mình hắn, dám đạp ở trên bầu trời, lấy như vậy diện mạo gặp người, cái này cuồng ngạo tâm tính, không lời nào có thể diễn tả được, bất quá, lúc nhìn thấy tống chắc bốn người, hắn nhưng lại biểu lộ ra một phen khiêm tốn thái độ, hơi hơi vừa chắp tay, ngậm lấy một vòng cười nhạt, nhẹ giọng nói nhỏ. Dù cho là đến từ viễn cổ thánh địa, Tống Trác bọn người vẫn như cũ không dám khinh thị tên này giống như thần minh một dạng thanh niên, chỉ thấy người cầm đầu nói, Thánh Dương Sơn đang muốn mở ra, người tới được không tính là muộn. Khai Sơn a, sau một khắc, chỉ thấy Tống Trác bốn người vung tay lên, một đạo bàng bạc linh lực chính là giống như vòi rồng giống như, càn quét ra, dung nhập vào bên trong hư không, sau đó, đám người chính là nhìn thấy, bao phủ tại Thánh Dương Sơn chung quanh hư không dần dần bắt đầu vặn vẹo, mà tòa kia rực rỡ lộng lẫy giống như hoàng kim chỗ đúc thành cự sơn, dần dần trở lên rõ ràng, oanh coi như thánh dương sơn mở ra thời điểm một cỗ không cách nào hình dung minh mông năng lượng từ vạn vẹo không gian chỗ sâu lao nhanh mà ra đem toàn bộ thiên địa đều cho phủ lên trở thành kim sắc kim sắc dòng lũ giống như vạn mã bôn đằng giống như trùng trùng điệp điệp từ nguy nga trên đỉnh núi chút xuống cuối cùng tàn phá bửa bãi hướng bốn phương tám hướng đây là trước kia thánh dương tôn giả hấp hối thánh dương chi lực uy lực cực lớn giống như vạn lãng dội rửa chư vị nhớ lấy phải cẩn thận tống chắc mặt hướng toàn trường phát ra một lời khuyên cáo Tất cả mọi người khuôn mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bọn hắn rõ ràng cũng phát giác cái này thánh dương chi lực chỗ cường đại, trùng sơn người, không chỉ cần phải thời khắc đê lấy người khác đánh lén cùng cướp đoạt, còn cần chống cự cỗ này thánh dương chi lực, không thể bảo là là một hồi trật vật khảo nghiệm. Đông, khi cái này thánh dương sơn, triệt để đã biến thành một tòa hoàng kim cự sơn lúc, trên bầu trời, tống chắc bốn người lại đổ vung tay lên, không gian dạo rực, thanh thúy du dương tiếng chuông, cũng ung dung vang vọng ở giữa thiên địa. Lúc này, tất cả mọi người đồng tử đều lao nhanh mở lớn, lộ ra nóng bỏng chi sắc. Bây giờ triều thánh lộ chung cuộc chi chiến chính thức bắt đầu. To gió âm thanh quanh quẩn mà ra, vù vù. Trong khoảnh khắc, đếm không hết minh mông quang ảnh chính là bạo phát ra kinh thiên linh lực liên tiếp bạo hướng dựng lên, lấy một loại tốc độ như tia chớp hướng về thánh dương sơn đỉnh mau chóng vút đi. Bây giờ liền thái cổ đế tộc trương khôi cùng hoa kinh phi bọn người thân hình cũng không có chút nào dừng lại hướng cái này tỏa thánh dương sơn sông tới. Chúng ta cũng đi. Trần Mộc phất phất tay, đồng dạng không nhiều dừng lại, thân hình khẽ động chính là sen kẽ ở cái kia đếm không hết trong ánh sáng, đồng dạng bước lên tòa này nguy nga nguy nga thánh dương sơn. Tống chắc bọn người mỉm cười, bọn họ đứng ở tối đỉnh phong trên đỉnh núi, quan sát cả tòa thánh dương sơn, nhìn qua cái kia dòng lũ một dạng thân ảnh giống như châu chấu giống như hướng về phương hướng của bọn hắn xông lên, đáy lòng không khỏi có nhiều cảm khái. Nhớ ngày đó, chúng ta cũng là dạng này, tham gia lấy triều thánh chi lộ, một đi ngang qua quan trảm tướng, mới bước vào viễn cổ thánh địa, thời đại là một cái luân hồi, bây giờ đến phiên chúng ta xem như người tham gia khảo hạch tới phụ trách cái này một nhóm đệ tử mới có một cái thanh niên cười nói đúng vậy a à, cũng không biết năm nay sẽ có tốt gì người kế tục xuất hiện không chắc bọn hắn có khả năng sẽ trở thành sau này những thứ này viễn cổ thánh địa trụ cột vững vàng cũng không nhất định tống trác đáp lại nói hắn đôi mắt ánh sáng lóe lên khóe miệng cũng nhấc lên một vòng nhiều hứng thú đậu cong đối với trương khôi cùng hoa kinh phi hai người này ta vô cùng xem trọng ta đã dự định đem bọn hắn ôm vào cửu lê thánh địa còn hy vọng chư vị không cần cùng chúng ta đoạt." Một cái người mặc cửu lê thánh địa phục sức thanh niên cười nói, "A, à, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi mời chào Bạch nữ Đường đâu, dù sao hắn nhưng là đến từ không chất thần tộc người." Tống Trác kinh ngạc đạo, tên kia cửu lê thánh địa thanh niên lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa người mặc kiếm long phục sức thanh niên, nói, "Bạch nữ Đường đoán chừng sớm đã có dự định mục tiêu a." À. Kiếm Long thánh địa sao? Tống Trác nhíu nhíu mày, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. "Cái này ngàn năm qua, kiếm long thánh địa danh tiếng thực sự quá vang dội nhất là làm trì giao nữ đế chấp trưởng kiếm long thánh địa sau đó tại đông hoang thế giới đã ít có viễn cổ thánh địa có thể thay vì sánh vai tống trác người có cái gì tốt người kế tục vừa ý sao cửu lê thánh địa thanh niên cười hỏi ngược lại là có một người tương đối hợp ý ta tống trác cười cười ánh mắt như có như không nhìn về phía phía dưới thánh dương sơn ở nơi đó có một đạo người mặc lam nhạt quần áo thanh niên thân ảnh giấu ở trong đám người không tính là cỡ nào thu hút nhưng mà cái sau quanh thân thả ra tới khí tức nguy hiểm lại làm cho tống trác bực này cường giả đều cảm thấy có một chút bất phàm cũng không biết tiểu tử này có thể hay không gia nhập vào chúng ta vạn hoàng thánh địa tống trác hít mắt bàn tay hắn khẽ nâng lên tại trong lòng bàn tay có một gốc tuyệt thế dược vương đang ngưng kết mà thành thánh dương sơn là từ chín tòa viễn cổ cự sơn tạo thành tương truyền đây là viễn cổ đại năng cường giả thánh dương tôn giả chỗ tỏa hóa từ ngàn xưa đến nay vị này thánh dương tôn giả dù là cách tỏa hóa ngày đã có mấy chục vạn năm lâu nhưng cái này tỏa thánh dương sơn vẫn như cũ có cực đoan kinh khủng thánh dương chi lực di lưu lấy những thứ này thánh dương chi lực chuyển hóa trở thành sáng chói kim sắc dòng lũ năng lượng tàn phá bừa bãi lấy thiên địa khi rất nhiều chiều thánh trận chiến người dự thi đặt chân vùng lĩnh vực này lúc không cách nào ngôn ngữ cuồng bạo dòng lũ chi lực lập tức chút xuống mà đến cấp độ kia lao nhanh chi thế liền sơn nhạc đều có thể bị san bằng thành bột mịt thành thế kinh thế hãi tục có không ít ra hỏa xui xẻo thậm chí mới vừa vặn đặt chân ở dưới chân núi lớn liền đã bị vô tình đánh bay ra ngoài miệng phun mấu tươi, sống chất không rõ. Khi Trần Mộc bọn người đạp vào cái này tỏa Thánh Dương sơn lúc, cái kia lao nhanh xuống Thánh Dương chi lực, đồng dạng để cho thân thể của bọn hắn ẩn ẩn có chút lay động một cái. Tiếp lấy, chỉ thấy Trần Mộc cầm kiếm vung lên, một đạo kiếm quang giống như khai thiên tích địa, quét ngang ra ngoài, càng là đem cái này cuốn tới dòng lũ cho xé rách ra một đạo lạch trời khe hở. Cơ thanh, người đi theo sau lưng ta, Trần Mộc mở miệng nói, đối với cùng thanh huy thực lực, Trần Mộc rất yên tâm, không nói là bên trong Thánh Dương Sơn này Thánh Dương chi lực đối với nàng không tạo được mảy may uy hiếp, liền ngay cả những thứ kia thái cổ đế tộc thiên kiêu, cũng nhất định không có mấy cái có thể ngăn được nàng. Hảo, cơ thanh nắm quả đấm một cái, không có hành động theo cảm tính, lập tức ẩn thân ở Trần Mộc sau lưng. Rực rỡ sáng lạn quang hoa, tỏa ra đám người gương mặt, bây giờ, liền Mộc Dung Nguyệt Chu Vũ Thông đều không thể không thi triển ra linh lực hùng hồn, chống đỡ cỗ này màu vàng chiều dâng. Xong, trong núi lớn, có người phát ra tiếng gào thét, tiếp lấy, vạn trượng hào quang phóng thích rất nhiều thân ảnh đều là hóa thành từng đạo hồng quang hướng về phía cái này thánh dương sơn đỉnh núi phóng đi đến nơi này bước tất cả mọi người đều không tiếp tục giữ lại càng không có dấu rốt bởi vì đây là chiều thánh chi lộ cuộc chiến cuối cùng hơi không cẩn thận liền có khả năng phí công nhọc sức còn có thể trực tiếp chết ở nơi đây trần mộc cũng không ngoại lệ tay hắn cầm cửu kiếp ma kiếm sau khi đem cái này dòng lũ một dạng năng lượng màu vàng óng xé rách ra một cái khe thân hình của hắn cũng là giống như quỷ mị giống như xông tới theo cái hở kia nhanh chóng hướng về phía đỉnh núi phương hướng cực nhanh cái này thánh dương sơn tổng cộng chia làm nứt ra chín đầu đường đua mà trần mộc nhưng là nhắm ngay điều thứ ba đường đua cùng hắn đồng hành người cũng không thiếu rất nhiều người đều xông vào phía trước nhưng trần mộc cũng không gấp nóng này trận này triều thánh lộ cũng không có danh ngạch hạn chế chỉ cần có thể đạp vào đỉnh núi liền có thể tiến vào viễn cổ trong thánh địa tu hành bất quá triều thánh ấn đẳng cấp lại quyết định bọn hắn bước vào viễn cổ trong thánh địa sau sẽ có được dạng gì tài nguyên đãi ngộ cho nên tại thánh dương sơn sau khi mở ra trận này cuộc chiến cuối cùng cũng hiển lộ ra hắn tàn khốc chỗ khi rất nhiều người đều cố gắng đi chống đỡ cái này màu vàng thánh dương xung kích từ trong chỗ tối nhưng lại có từng đạo tàn nhẫn mà âm trầm thế công thủ đoạn bất ngờ đánh tới chỉ chốc lát sau thời gian ở toàn này nguy nga trong núi lớn liền đã bạo phát ra từng đạo chiến đấu thanh âm quang ảnh sai sai kim qua thiết mã sát phạt thanh âm vang vọng dựng lên đông khi trần mộc thân thể bước vào điều thứ ba đường đua tuyến đầu lúc vừa ngự kiếm quét ngang đi cái này màu vàng dòng lũ không chờ hắn thở một ngụm công phu, một đạo như thiểm điện quang ảnh, nhưng từ bên trái phương hướng lướt đi, cuồng bạo vô song linh lực hội tụ thành một đạo vòi rồng, cất giấu một đạo không thể địch nổi thương mang, đánh thẳng Trần Mộc đầu người mà đi. Trần Mộc sớm đã có đoán trước, bất thình lình thế công, cũng không khiến cho hắn sắc mặt chút nào biến hóa, chỉ thấy hắn chờ tay kết ấn, công phạt chi thuật diễn hóa, hội tụ thành một đạo thái cực bát quái đổ, đánh ra ngoài. Oanh, Trần Mộc Thái cực bát quái đồ cùng đạo kia linh lực thế công đối cứng cùng một chỗ, lúc này, tiếng nổ vang vọng, tầng tầng lớp lớp phong bạo tàn phá bừa bãi đi ra đạo thân ảnh kia trực tiếp là kêu lên một tiếng phun ra một ngụm mấu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cuối cùng bao phủ ở một mảnh kim sắc dòng lũ bên trong lộ ra cực kỳ chật vật xuyên thấu cái này đầy trời kim quang ánh mắt của hắn có chút kiêng kỵ liếc mắt nhìn trần mộc không còn dám ra tay với hắn trực tiếp phía bên trái bên cạnh phóng đi đi tìm mục tiêu khác trần mộc nhếch miệng cũng lời đi phản ứng đến hắn thân hình tiếp tục hướng phía trên phóng đi cơ thanh từ đầu đến cuối đi theo trần mộc sau lưng mà cùng thanh huy nhưng là đứng ở sau bưng vì trần mộc ngăn lại rất nhiều ám tiễn đến nỗi mộc dung nguyệt cùng chu vũ thông nhưng là liên thủ cùng một chỗ cùng ngăn địch thánh dương sơn cuối cùng quyết đấu còn tại kéo dài ngắn ngủi không đến 10 phút cái này tỏa thánh dương sơn đã vang lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương có chút là bị thánh dương sơn kim sắc dòng lũ quét xuống còn có nhưng là trực tiếp đang hướng núi thời điểm chịu đến ám sát bị cướp đi chiều thành ấn thánh dương sơn cực lớn huống hồ còn có thánh dương chi lực xem như đá cản đường dù cho là bọn hắn phía trên những linh đạo cảnh này cường giả, cũng không khả năng tại thời gian một chén trà công phu liền sông lên đỉnh núi. Bá, đột nhiên, đúng lúc này, từ Trần Mộc hai bên trái phải, có cuồng bạo vô song linh lực ba động quét ngang tới. Trần Mộc cũng có phát giác, quanh thân linh lực vận chuyển lại, mà cùng Thanh Huy càng là xem. Như chuẩn bị chiến đấu, rút ra thanh kiếm, kia đối giống như tinh hải một dạng đôi mắt đẹp, trở nên lăng lệ, nhìn chằm chằm về phía phía trước. Nhanh như vậy đã nhìn chằm chằm chúng ta sao? Chu Vũ Thông cùng Mộc Dung Nguyệt bọn người, đồng dạng sắc mặt lên một chút biến hóa vội vàng bắt ấn làm ra đủ loại ứng đối phương sách nhưng mà khi cái kia dồn dập âm thanh xé gió tới gần mười mấy đạo quang ảnh liền từ một mảnh trong khu rừng rậm rạp lướt đi xuất hiện ở trần mộc hai bên trái phải mà khi những bóng người này lúc xuất hiện trần mộc một đoàn người khuôn mặt cũng là lộ ra kinh ngạc chi sắc bởi vì cái này một số người hắn đều không xa lạ gì chính là trước kia từng có mấy lần gặp mặt liễu xuyên hùng cùng lưu tử minh trần huynh hơn một tháng không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì Liễu Xuyên Hùng cười híp mắt, đứng ở một đám người phía trước, hướng về Trần Mộc Phương hướng đi tới, xem như địa bảng cường giả, thời gian qua đi nhiều ngày không thấy, trên chắn hắn chiều thành ấn so trước đó càng sáng thêm hơn mắt, mơ hồ trong đó đã có biến thành kim ấn khuynh hướng. Trần Huynh, đã lâu không gặp, tại Trần Mộc bên tay phải, Lưu Tử Minh xuất hiện, hoàn toàn như trước đây hắn người mặc một bộ bạch y, phong độ nhanh nhẹn, tản ra như thư sinh nho nhã khí chất, hắn chiều thành ấn ký cùng Liễu Xuyên Hùng tương xứng. Tại Liễu Xuyên Hùng Lưu Tử Minh bên cạnh, còn có không ít cường giả vây quanh, có một đạo tịnh lệ thân ảnh cực kỳ đáng chú ý, nàng dáng người yểu điệu, quyến rũ động lòng người, tản ra làm cho người say mê khí chất, cũng chính là trên địa bảng cường giả, Hồng Ngọc. Lúc Trần Mộc đánh giá Liễu Xuyên Hùng Lưu Tử Minh bọn người, đối phương cũng đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, nhất là tại nhìn thấy cái trước trên trán rực rỡ ánh sáng lúc, càng là một mặt sợ hãi thán phục. Trước đây phân biệt thời điểm, chính là Trần Mộc vừa trấn sát địa bảng đệ nhất Lâm Thương Sinh, bây giờ thời gian qua đi hơn một tháng, trên địa bảng một đoàn người lại độ chạm mặt, trần mộc trên tràn ấn ký cũng đã thuộc về trên thiên bảng kim ấn